Có. Cái này thì nó sẽ đối với các là đây sẽ có ai nhắn tin này. Ok rồi. Cái này sẽ dùng cho các bạn mà làm huấn luyện viên cá nhân hoặc là các bạn làm quản lý, thì tôi nghĩ là tôi nên chia sẻ cho bạn một cái case như này. Nó cũng là một cái kinh nghiệm xương máu để các bạn hành nghề. Cái này thực sự rất quan trọng, và cái này nó cũng không phải là liên quan đến bán hàng nhưng nó lại liên quan đến tâm lý khách hàng, và nó liên quan đến cái việc xử lý khủng hoảng của khách hàng khi mà mình xảy ra sự cố. Tôi tin rằng nếu mà các bạn làm được việc này tốt ấy, thì nó sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều, và có những cái thứ mà các bạn sẽ phải trả giá rất đắt, cực kỳ đắt, tôi nghĩ như vậy. Thì việc đầu tiên tôi mới nói các bạn là này, các cái công ty ấy, thì họ không có làm một cái ràng buộc giữa người lao động là cụ thể là các huấn luyện viên cá nhân với cả các khách hàng, nên nó xảy ra một vấn đề. Khi các bạn thuê với ông PT ấy, thì các bạn tưởng tượng ví dụ như ông PT là ông tạo ra sản phẩm, thì ví dụ như tôi là tôi thuê một ông PT, nhưng mà cái, tôi thuê một ông thợ này làm rồi một cái cốc đi, vậy tôi đưa cho ông này 100 cái cốc đấy, thế thì mẹ thằng thằng cha này tôi thuê nó làm hỏng tôi mất 50 cái cốc, thì theo các bạn là điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ tự chịu 50 cái cốc đó, hay là cái người thợ đó họ phải đền bù 50 cái cốc đó, theo các bạn? Nào, các bạn nào, ai bật mic lại trả lời xem nào. Đấy, chúng ta thuê thợ, giao cho thợ 100 cái phôi cốc, giờ thợ làm hỏng mẹ vẫn 50 cái, chúng ta bắt đền không? Có không? Nhiều người thì có bắt đền, nhưng mà em nghĩ là chắc là sẽ phải xe phần trăm ra hỗ trợ cho thợ ấy. Ừ. Vậy giả sử nếu xe phần trăm thì xe bao nhiêu, và trường hợp nếu mà xe phần trăm thế thì thằng thợ kia nó thấy bảo ôi cứ làm hỏng đi, làm hỏng xong rồi ông chủ ông lại xe ông đỡ cho thì sao, điều gì sẽ xảy ra tiếp? Người ta có tâm để làm nghề tử tế không? Đang làm việc và cái thái độ làm việc của cái thợ đấy từ trước đến giờ nó như thế nào, chứ không phải là người mới đến thì chắc chắn là sẽ cho thử thách một lần nữa, rồi nếu mà làm hỏng nữa thì thôi nghỉ thôi. Ừ. Nghỉ thì nó là chuyện đơn giản đúng không? Em đuổi việc một nhân viên là điều cực kỳ đơn giản, quá dễ luôn. Thế nhưng câu chuyện là nó đã gây ra hậu quả. Vâng. Ví dụ như là lúc nó nhận một cái hợp đồng mà 1.000 cái cốc, mà cái cốc đấy có giá 1.000.000 đô. Nếu giả sử mà em bị chậm hàng thanh toán đúng không, thì em sẽ phải phạt 500.000 đô. Vậy em có chịu được không? Vậy nếu mà em giao cho người thợ đó, người ta thợ bị chậm thì em chịu hay là người thợ chịu? Lát được không? Thì bây giờ khi người ta làm thợ thì người ta cũng chẳng có, kể cả bây giờ người ta có đền thì người ta cũng chẳng đền được. Không, tại sao lại không thể đền được? Đúng không? Cũng chẳng đền được thì tại bây sao giờ lại không đến được, chắc chắn là đến được chứ. Thì nếu nếu mà như vậy thì em mà có doanh nghiệp là em sẽ chết. Bởi vì tại sao em chết? Bởi vì anh mà làm thợ của em cứ mỗi hôm buồn buồn thì anh sơi anh vỡ cái bát. Anh nói em nhé, em đi thuê người rửa bát nhé. Đây là anh dạy luôn này, thuê người rửa bát ấy, mà cái người rửa bát đó mà họ làm rơi bát vỡ bát họ phải đền đấy em ạ, họ phải mua lại một cái bát mới. Tại vì tao thuê mày là gì, thuê mày rửa sạch cái bát đó, nhiệm vụ của mày là rửa sạch. Nếu mày rửa bẩn thì thôi tao chấp nhận, tao còn có thể là chịu được, không làm việc được việc tao đuổi mày, nhưng mày vỡ là mày làm hư hại về tài sản, mày phải có trách nhiệm đền bù. Em hiểu ý anh không? Hoặc bây giờ ví dụ như em là nhân viên tele siêu, anh giao cho em một chiếc điện công cụ để thực thi, em đập mẹ điện thoại đó hoặc em bán điện thoại đó thì sao? Thì công ty phải mua điện thoại mới hay là em phải đền cái mới? Đúng không? Em bảo là người ta không có đền, thế vậy nó cố tình nó lấy mẹ cái đấy đi thì sao? Đúng, hiểu ý anh không? Không. Alo. Vâng, em hiểu rồi ạ. Rồi. Thì thực ra cái câu chuyện là như này, các bạn đều lấy lý do, đây là các bạn nhân viên, các bạn đều lấy lý do là vâng em hiểu rồi, anh nói tiếp ạ. Tôi là người lao động nên là tôi gì, tôi sai thì sửa. Thực ra tôi nói các bạn này, không có chuyện sai sửa đâu, sai thì đền, sai phải chịu trách nhiệm, chứ không phải sai thì sửa hay là sai thì thôi đuổi việc. Tất cả những cái suy nghĩ như vậy là các bạn lầm rất lớn, và nhất là nghề fitness của chúng ta ấy, thì các công ty nó không quy định rõ ràng. Nhưng khi mà ông ký một hợp đồng với khách hàng, nhận giả sử 60 triệu mang về cho công ty, thì bản chất ông cũng đã lương rất cao rồi, ông đã được hưởng cái phần đó rồi. Vậy cái lương đấy là lương gì? Thứ nhất, lương đấy là lương để ông chăm sóc các khách hàng. Thứ hai, lương đấy là lương để ông thuyết phục khách hàng mua hàng.
thứ ba đấy là lương đấy để trả cho ông để ông dạy các khách hàng của mình, hiểu chưa? Nên khi mà các bạn đã dạy các khách hàng đấy là các bạn đã nhận được cái phần gì? Nó bị ao mọi người ạ, sorry. Mọi người có nghe được không? Của tôi nó bị đẩy ra không hiểu sao vậy chứ. Mọi người có nghe rõ không? Ôi thầy em không nghe được thầy ơi. Không nghe được à? Anh Trường ngồi dưới góc tối quá. Tối á? Em sáng không nghe trưng được gì đâu ạ. Có nghe được không? Hello? Được không? Mọi người nghe được chưa? Bó tay. Nghe mập bõm lắm ạ. Lúc được, à được rồi, bây giờ nghe được rồi ạ. Ok. Tiếp nhé, nó bị đẩy ra. Thế thì các bạn sẽ gặp phải một vấn đề là như này. Khi mà các bạn thuê một cái ông PT thì ông đã được nhận lương đầy đủ rồi. Đấy. Nhưng mà khốn nạn cái là ông ấy dạy khách hàng mà bị chấn thương. Tôi hỏi các bạn nhé, nếu ông PT dạy khách hàng mà khách hàng bị chấn thương thì ai là người chịu trách nhiệm? Ai? Có biết không? Nào, mọi người có biết không? Lát nữa. Bỏ tay. Tôi còn đợi tí nhé. Tôi sẽ lấy con iPad sang đây nữa. Không hiểu sao nó lại như thế. Bó tay rồi các bạn. Lại phải lấy cái con này ra rồi. Không hiểu luôn. Mạng thì càng đét, xem phim thoải mái, chơi game thoải mái, mà tại sao lại cứ vào Zoom thì nó lại bị lag vậy cả mọi người. Chán đời. Bây giờ nghe thì rõ rồi anh ạ. Đùa. Thôi anh có hai đồ xịn anh cứ lôi ra dùng hết đi. Quá đáng quá. Sao thế nhỉ? Không hiểu luôn. Tôi cứ dùng tab cho nó nhanh nhé. Mệt mỏi. Nhà thì đã bao việc rồi. Đấy, thôi mình cứ đọc thoại nhỉ, cho đến lúc cái tab đã vào được. Thế thì trong cái trường hợp như vậy thì đa phần là các bạn sẽ không biết là ai phải người chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái này rất quan trọng, nếu như các bạn mà không biết ấy, thì đến lúc này sau này các bạn sẽ phải trả một cái giá rất đắt, là tốn rất nhiều tiền để mà đền bù cho khách hàng. Thậm chí các bạn xử lý không khéo léo thì có thể đâu đó các bạn sẽ bị những cái hiệu ứng ngược, đó là tôi gọi nó là gì, khủng hoảng về mặt truyền thông. Có thể nói nó gọi là một cái khủng hoảng mà truyền thông. Vì đền thì tốn tiền mà nó cũng không cảm thấy là happy ấy. Đấy. Tên. Tên thì tên. Sau này nó lại hỏi tên. Đấy. Admit luôn. Rồi. Ngon rồi.
Được rồi, tiếp tục đi anh ơi. Mạng ổn định rồi đấy. Thôi cứ kệ nó nhé, mình sẽ nói tiếp. Đây rồi. Các bạn có thể chuyển qua cái ông Trường, ông ấy vừa vào xong để tôi kết nối bằng âm thanh vậy. Alo, alo. Alo, alo. Được chưa ạ? Ok, được thấy chưa ạ? Được chưa ạ? Ok chưa? Laptop thì slide lấy đâu? Thì slide vẫn để lấy bình thường thôi, sao đó? Ok. Lại slide thì đã gửi cho em rồi, lo gì, đúng không? Ừ. Đấy, slide thì đơn giản. Ok. Ok chưa? Vậy là có ăn cả hai chưa? Được rồi. Ừ, ok rồi ạ. Đấy, anh nghe ở đây cũng chuẩn hơn mọi người rồi. Đấy, tiếp tục nhá. Thế thì cái câu chuyện là gì ở đây? Cái câu chuyện là nếu như các bạn không xử lý tốt trong trường hợp như vậy thì các bạn sẽ mất tiền. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn có thể bị khủng hoảng truyền thông. Và cái thứ ba là lần sau bọn cái cậu PD đấy cậu tiếp tục cậu mắc phải một vấn đề như vậy, đó là cậu ấy sẽ có thể sẽ lại dạy khách hàng không 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 tử tế và có thể gây ra chấn thương cho khách hàng thì sao? Lúc đấy các bạn sẽ loay hoay và các bạn sẽ cuối cùng là không biết phải làm như nào trong cái trường hợp như vậy. Thì tôi có một cái lời khuyên dành cho các bạn như này, đó là gì? Đó là với các bạn PD như vậy, các bạn nên có một cái điều khoản, đó là nếu như mà ông dạy khách hàng mà ông bị chấn thương thì ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đấy, tôi nói các bạn nhé, các bạn nên có cái điều khoản đấy, là các ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái việc mà gây ra chấn thương cho khách hàng như vậy, để bắt buộc cái ông PD ấy, ông ấy phải thực sự là nghiêm túc trong quá trình dạy khách hàng và tập trung vào khách hàng của mình. Còn nếu không ấy, là ông ấy cứ nay ông thích thì ông dạy, mai ông thích ông dạy là chết dở khách hàng của ông ngay. Còn cái trường hợp thứ hai là khi mà xảy ra chấn thương với khách hàng ấy, thì đừng quan tâm đến việc ai đúng ai sai. Mà theo tôi, mặc dù hợp đồng của bạn nó đã được thiết kế là miễn nhiễm trách nhiệm, nhưng tóm lại là dù có xảy ra chuyện gì thì em không liên quan, công ty không liên quan, họ phải tự chịu. Những cái câu chuyện đấy thì đơn giản thôi, họ có thể bỏ số tiền đó và chịu chấn thương đó, nhưng họ có thể làm vlog, họ có thể làm video, thậm chí họ có thể gì lên YouTube live stream để nói xấu về cái doanh nghiệp của bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ chết ngay lập tức. Thì theo tôi lúc đấy các bạn nên nhận lỗi với khách hàng, sau đó tìm cách thể hiện cái sự chân thành của mình và mình sẽ tìm cách khắc phục cùng với khách hàng ấy. Thì tôi nói rồi, bản chất con người mà chẳng ai muốn làm khó người khác cả. Khi mà thấy các bạn thành khẩn như vậy, họ chấp nhận để tìm giải pháp thôi. Còn họ có thể khởi kiện các bạn, đòi tiền các bạn và tốn rất nhiều tiền. Thì trước đây tôi có gặp một cái trường hợp khách như này, đó là cái thằng cu em đấy, nó là chơi anh em chơi với nhau, nó cũng là khách hàng tôi. Khi mà nó đi tập ấy, thì trước đi tập là nó bị ngã, nó chạy vào trong lớp học, nó phi một phát một cái tốc độ cực nhanh, cái đầu gối nó đâm thẳng vào cái góc bàn, cái góc của bàn học. Các bạn tưởng tượng nó đâm vào cái góc của bàn học, góc vuông như vậy, thì không khác gì các bạn lấy một cái búa đập thẳng vào đầu gối, đúng không? Thế là sưng tấy, nó đau. Thì nó vẫn đi tập, nó thôi em chỉ bị đau chân thôi, chắc mình tập tí ở trên. Thì mình bảo ok, thì nếu mà không bị sao cả thì ok, thấy mày vẫn đi lại được thì chắc không sao, thì thôi tập tí ở trên cho vui vui. Thì đang đứng xem phim mới nói chuyện một tí, tại vì nó có cái tivi to đấy các bạn, phòng private. Nó đứng nó xem phim, thì nó khởi động, nó bước cái chân nó lên phía trước, nó mới chỉ hơi chung gối xuống một phát, nó gập đôi cái chân lại luôn. Tôi nói các bạn, cái chân nó đang thẳng, ngược lại như này luôn, mạnh, gọi là nó hét âm lên cả cái chỗ đấy luôn. Đấy, thì tôi không biết là mẹ thằng này nó bị làm sao như vậy. Thì cái việc đầu tiên là lúc đấy tôi mất khoảng độ 30 giây loát một tí, là đóng chặt cửa lại, mẹ cho nó đỡ ồn, để không hàng xóm nghe thấy nó chửi chết. Đấy, tôi nói các bạn nuôi cầu đấy rồi, mẹ đóng mẹ chặt lại. Xong bắt đầu tôi cho nó một phát xuống ô tô, bế nó xuống ô tô. Tôi gọi điện cho ông anh của tôi ở bệnh viện Bạch Mai, là trưởng khoa bệnh viện này, cho em phòng cấp cứu xịn nhất, gọi em trưởng khoa. Mẹ thấy một ông già cấp cứu thằng cù đấy, cấp cứu xong xuôi phát tôi cho nó nằm ở đấy, xong tôi đưa nó vào phòng VIP. Tôi thuê một cái phòng VIP mất triệu đêm, thuê cái phòng VIP đấy cho nó ở trong đấy. Thế tôi thông báo cho bố mẹ là em nó đi tập thì nó bị chấn thương như này, thì bố mẹ nó sút vó âm âm bảo anh chị thì đang đi công tác, đang ngay phải cứ để em chăm sóc. Thì tôi nói các bạn là tôi chăm sóc, tôi chăm nó đến tận 5 giờ sáng tôi mới đi về. Thì anh trai nó đến bảo thôi anh đi về, để em thương anh quá anh về đi, anh chẳng được ngủ mà chân đất như thế lại lạnh đấy. Tôi đi chân đất luôn, tôi nói các bạn, áo khoác tôi cho nó mặc, mẹ tôi rét rút luôn, đúng cái tâm kiểu như vậy. Thế khi tôi xử lý xong thì cuối cùng là hôm lúc khoảng độ 2 tiếng sau, tự dưng cái chân nó khựng một phát, nó lại trở về cái khớp bình thường, nó lại không bị như thế nữa. Thì chân thương lên ngưỡng thì người ta lại bảo nó là bị đứt dây chằng. Nhưng vì sao thì không phải, là do nó không nhìn rõ.
Đấy, cuối cùng là các bạn biết không, hết đâu đó 15 16 triệu gì đấy. Tôi trả hết sạch tiền rồi, tôi gọi điện đến đến nhà rồi bảo để đấy em giải quyết. Em ở nhà em thì để em giải quyết. Anh chị cứ yên tâm để em chăm sóc cho thằng cu. Họ thấy tôi tốt quá, tử tế quá, đàng hoàng quá, họ bảo là mẹ thằng này nó mà đi ở cầu thang ngã xuống thì chắc nó chết mẹ tòi. May mà nó còn ngã trong nhà em, em cứu nó không thì nó chết mẹ rồi. Thế thôi anh đến cảm ơn, mang phóng bì đến cảm ơn tôi rồi rít luôn trả lại tiền các thứ. Cuối cùng là chẳng mất đồng nào cả. Vậy nếu tôi nói các bạn này không xử lý khéo ấy, mà ngã trong phòng tập của mình ấy, chẳng có biết mày bị gì, mày cứ bị chấn thương trong phòng của tao là mày chết rồi, là mày xác định luôn là đứt luôn đấy. Cái đấy là cái rất quan trọng mà các bạn cần phải để ý nhé, cực quan trọng luôn, tôi nghĩ là như vậy, các bạn cần phải để ý. Cái trường hợp thứ hai của tôi là một khách hàng mà 6 tháng họ tập xong 6 tháng rồi họ quay lại, họ bảo tôi là bị thoát vị đĩa đệm. Mà tôi nói thật bạn, 6 tháng thôi thì không thể biết được là lỗi tại ai được. Thực ra mà nói 6 tháng nguyên tắc chấn thương là 15 hay là 21 ngày gì đấy, 14 hay 21 ngày. Ví dụ ông đi ra ngoài đường ấy, theo cái tôi học CPR ngày xưa là sơ cấp cứu ấy, là nếu các bạn bị tai nạn ấy ở ngoài đường mà trong vòng 21 ngày, tôi nhớ không nhầm là 21 ngày nhé, tôi không nhớ chính xác lắm. Đấy. Nếu trong 21 ngày mà bạn không bị biến chứng gì đó thì sau 21 ngày bạn có chết thì thằng đấy nó không chịu trách nhiệm. Nhưng nếu mà trong 21 ngày đó mà bạn làm quay cho đột quỵ hoặc cái gì đấy thì thằng đấy nó phải chịu trách nhiệm về thậm chí là án hình sự, gây ra tai nạn và tổn thương đến bạn. Vậy thì trong tập luyện vậy, ngay hôm nay bạn tập xong mà gì đến 6 tháng sau bạn quay lại thì tôi miễn nhiễm trách nhiệm, tôi không liên quan gì đến bạn cả. Thì khách hàng kêu là không đấy, mẹ mày, tao tập với PT của mày thì tao bị thoát vị đĩa đệm cái gì đấy, mình cũng không biết phải nói thế nào cả. Mà cái trường hợp này nói các bạn giỏi đến mấy đi chăng nữa không giải quyết được. Vì sao? Bởi vì không phải vấn đề các bạn mà nó là vấn đề của nhân viên các bạn. Mà đứa nhân viên bạn rất giỏi nhưng chỉ còn một sơ sẩy mà khách hàng không để ý trong quá trình tập luyện thì mặc định là họ cho rằng đấy là lỗi của các bạn. Có đúng không? Đúng không? Đâu ai biết đâu. Đưa tôi nói các bạn đi ô tô rồi, mẹ có ông xe máy, ông chỉ lơ đánh một tí rồi ông đâm vào các bạn, nó bảo là tại mày đâm tao mày đi nhanh quá. Thì đâu có ai quan tâm đến việc là mẹ là lỗi ở thực tế là do ai đâu. Thế nên khi mà tôi bị trường hợp như vậy thì tôi gọi thẳng cho chị, tôi tâm sự chị, tôi nói chuyện chị xem sao. Thì tôi bảo chị ơi, chị đến bác sĩ đi. Em sắp xếp bác sĩ khám kiểm tra cho chị hết luôn. Chị đến khám kiểm tra các kiểu này nọ linh tinh xong mà chị đến em tập miễn phí cho chị luôn. Thì khách bảo là ok, mai tao đến tập miễn phí. Thế là mai bảo tao bận ông đến, thì đến tuần sau tôi gọi cho đến 3-4 lần liên tục, chị bảo là hóa ra mày có tâm thật. Chị tưởng mày chỉ gọi nói cho xong thôi nhưng hóa ra là mày rất có tâm. Nên là chị rất quý mày, chị cảm ơn mày. Thế khách tôi cực kỳ quý luôn, cuối cùng là gì? Họ cũng khỏi lưng rồi, không bị đau nhức gì nữa, họ không quá tập. Nhưng họ không chửi mình, họ không nói gì mình nữa. Mà nếu mà tôi không biết cái chuyện đấy thì trước đấy họ đã viết lên Facebook để đăng tải. Và tôi nói các ngày hôm nay tôi lại gặp một trường hợp đấy sau mấy năm. Tôi lại gặp một trường hợp một nhân viên tôi gây ra chấn thương cho khách hàng. Mẹ nó đi, nó nói lại là tại chị bị stress, tại chị không tập trung nên chị mới bị như vậy, mà tôi chết mẹ rồi. Thế là khách nhắn tin đòi tiền và mày phải bồi thường viện phí cho tao. Thì tôi nói các bạn, nó bắt đầu nó 20-30 triệu ở đấy, tôi nghĩ tầm đấy. Nếu mà tôi giải quyết theo hợp đồng ấy thì tôi chẳng phải đền cái mẹ gì hết luôn, đúng không? Nhưng mà tôi nói các bạn là nếu như tôi không đền ấy thì chỉ cần một cái tin đăng của người ta nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ uy tín của cả hệ thống phòng tập. Mình phải chấp nhận. Nếu các bạn đọc cái cuốn sách nó có tên là gì nhỉ? Khi khách hàng lên tiếng nhá. Khi khách hàng lên tiếng. Cuốn sách đấy rất hay, nó có nói về một cái câu chuyện, nó là gì? Là một cái ông ấy bị đi máy bay ấy, thì ông vận chuyển cái cây đàn ấy, thì cái cây đàn đấy nó bị vỡ, bị gãy. Thế là bên hãng máy bay nó không đền, nó bảo đấy là sự cố kệ của mày thôi, mãi bây giờ đền của tí tiền ông không chấp nhận. Thì nói chung là xử lý rất là gay gắt với nhau, không được. Khi mà không được, các bạn biết không, ông ấy là nhạc sĩ, ông bị sáng tác nguyên một cái bài hát luôn. Thế là chỉ trong một tuần mẹ nó nổi tiếng khắp thế giới luôn. Bài hát về cây đàn đấy, về cái hãng máy bay đấy và cái cổ phiếu của hãng đấy tụt giá kinh khủng khiếp, và cuối cùng phải bồi thường $100,000 mà không nhận, ông cũng không nhận, ông không cần nữa. Tại vì sao? Có giải quyết được gì đâu, vì cái bài hát nó đã lưu truyền gì khắp thế giới rồi, và cái hãng đấy cũng đi rơi vào tình huống gọi là phá sản. Rất dã man, tôi nói các bạn rất dã man luôn, chỉ vì một bài hát tạo ra một cái cơn khủng hoảng về truyền thông kinh khủng khiếp trong lịch sử luôn, là cái lời phàn nàn của khách hàng. Nên tôi khẳng định sẽ có ngày các bạn gặp phải trường hợp như tôi. Các bạn giỏi mấy đi nữa thì nhân viên bạn không giỏi là chết. Vậy tôi khuyên các bạn là gì? Hãy đưa vào ràng buộc với nhân viên, nếu mày làm sai thì mày sẽ chịu trách nhiệm và mày phải đền bù thiệt hại cho khách hàng. Thì nó sợ lắm. Dạy khách nó rất sợ. Đấy, trong bản chất thì cũng chẳng ai muốn như vậy, nhưng nó sẽ sợ. Đấy, nó sẽ sợ cái việc đấy. Cái thứ hai là tôi lỡ không mày sẽ muốn như vậy chết. Và cái thứ ba là nếu gì xảy ra sự cố thì chúng ta phải hết sức. Đấy. Ok. Thì đấy là tiện thể thì tôi giới thiệu với các bạn một cái case mà tôi đã gặp phải như vậy, thì tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong tương lai, hoặc là những người đang làm quản lý thì bạn sẽ có một cái cách để mà giải quyết tối ưu nhất cho khách hàng. Đây là một cái bonus ngoài phạm vi nhảy các bạn nghe bạn này.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần mà hôm trước tôi đã bỏ để dành lại cho các bạn, đó chính là 15 cái sự thật về tâm lý của khách hàng, của cái con người khi người ta đi mua một cái sản phẩm là họ quan tâm đến những điều gì nhá. Các bạn có thể ghi lại cũng được nhé, tại vì cái này nó không có trong slide, thực ra là trong cái nội dung tôi gửi bạn thì tôi cũng liệt kê rồi nhỉ. Tôi vẫn nghe được đúng không? Gần gần cái đấy, cái zoom trên lab thì nó bị ào, nhưng cái này thì nó lại không. Rồi, thứ nhất này, khách hàng người ta đi mua hàng nhé là vì cái lý do của họ, được chưa? Họ không quan tâm đến những cái tư vấn thực sự của người bán đâu. Rất ít trường hợp nhá. Các bạn phải hiểu ví dụ này. Người ta đi tập để giảm béo, đằng sau cái lý do giảm béo đấy, kiến thức là gì, giải phẫu ra mà bạn nói với họ là sai lệch tư thế hay là chị bị đau lưng, chị bị võng lưng. Tôi nói các bạn này, cái đấy nó không có giá trị gì đâu. Bởi vì sao? Cái người ta quan tâm là bạn tư vấn cho người ta bị sai lệch tư thế này nọ, mẹ tập mãi người ta vẫn béo, thì tôi nói các bạn là chắc chắn khách hàng sẽ không hài lòng về những cái việc như vậy, cực kỳ không hài lòng luôn. Các bạn phải lưu gì, mình phải đặt câu hỏi cho khách hàng của mình, đặt câu hỏi cho khách hàng mình để biết thực sự nhu cầu bán đồ họ là gì, và lúc tư vấn thật đúng cái đấy rồi còn thông xong thì thôi. Đấy, đừng có lan man rằng bất kể bán hàng nó sẽ cao hơn so với cái việc là các bạn lan man tư vấn những cái vấn đề khác. Cái thứ hai này, người ta mua hàng, người ta ra một cái quyết định để mua hàng ấy là bởi vì người ta cảm thấy rằng là cái đồng tiền người ta bỏ ra nó xứng đáng. Các bạn hình dung chưa ạ? Nhá, cái đồng tiền nó bỏ ra nó thực sự là nó xứng đáng. Nghĩa là nó giả sử tôi bỏ 10 triệu ra, tôi thấy rằng là tôi tập 10 bởi vì tôi thấy nó ok, nhận được lại thì nó nhiều hơn. Mà tôi làm nên trong những cái giai đoạn như vậy thì các bạn nên sử dụng cái phương pháp nó gọi là phương pháp liệt kê để mô tả người thấy là khi mà thuê huấn luyện viên cá nhân, thuê bạn thì họ được cái gì. Đấy là cái mà tôi gợi ý cho các bạn. Tiếp tục này, các bạn thì thường hay là cố nặng mót ra là xem mẹ mày sắp tới Tết nhất, Noel, Noel, các kiểu đầu xuân năm mới thì mình siêu vào bao nhiêu phần trăm nhỉ? Mình nghĩ cái chương trình gì cho nó hay. Nhưng mà thực chất ấy, thì các bạn giảm giá bao nhiêu phần trăm không quan trọng. Nhá. Nó thực sự là không quan trọng. Cái này phải hiểu đúng bản chất này, nó không quan trọng đâu. Mà nó chỉ thì khách hàng cảm thấy nó rẻ. Nghĩa là cái giá đấy bạn giảm đến 10, 20, 30, 40% thì đấy là chỉ là bạn nghĩ nó rẻ thôi. Còn khách hàng người ta không thấy nghĩ nó rẻ. Mà vì sao khách hàng không thấy nó rẻ? Bởi vì người ta cảm thấy cái số tiền người ta bỏ ra so với những gì người ta nhận lại nó không tương xứng với nhau. Thì nghĩa là nó là cái lý do thứ hai hiện tại. Được chưa? Nên là đắt hay rẻ không phải do các bạn quyết định mà nó liên quan đến khách hàng của mình quyết định như thế nào. Được chưa? Ok. Nên đừng có nặng. Đừng có nặng nó xem mẹ mày sắp tới mình làm quả gì nhở, giảm giá như nào cho nó sốc. Không, cái đấy nó không có giá trị gì đâu. Tại vì khách hàng người ta không hiểu giá trị của nó rồi thì đắt rẻ không thì khó hình dung lắm. Đấy. Rồi. Khi ta quảng cáo về sản phẩm nhá. Các bạn nhớ khi mà chúng ta quảng cáo truyền thông về sản phẩm, có thể là marketing về sản phẩm ấy, thì các bạn nên tập trung vào những cái nhu cầu có sẵn của khách hàng. Chứ đừng cố gắng tìm cái khơi tạo nhu cầu khách hàng bởi sao. Tôi gọi là educate. Educate thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nó mất cực kỳ nhiều thời gian luôn. Bạn phải nghiên cứu xem có đúng hay không. Đấy, thông điệp bạn kích thích từng ly từng tí, kiên nhẫn hàng ngày. Rồi thì mới đến cái giai đoạn là người ta có nhu cầu. Như vậy nó sẽ tốn kém rất nhiều chi phí. Thay vì đó bạn nghiên cứu trước cái nhu cầu của khách hàng và tập trung đúng vào cái đấy bạn quảng cáo thôi. Thì tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn. Tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Được chưa? Rồi, một cái tâm lý tiếp theo rất hay. Cái tâm lý này mà tôi thường training cho các nhân viên của tôi và học sinh của tôi này. Nếu như mà mẹ mày đi làm mà mày không biết cười thì mẹ mày đừng có mà đi làm bán hàng, đừng có làm dịch vụ. Tại vì thằng
tươi như hoa cất lợn ấy, lúc nào mồm nó phải toe toét đấy, mẹ như thằng Khôi này, thằng Khôi này là mẹ cười rất tươi, trông như hoa cất lợn luôn. Tôi nói các bạn luôn, mẹ nhìn thằng này là phấn khởi rồi, khách nhìn thằng này là thích rồi. Vì sao? Mẹ trông nó vui đúng không? Mẹ trông lúc nào mặt cứ mằm, trông như đi đưa đám. Tôi nói các bạn, ngày xưa tôi có cái cậu khách, à, cậu nhân viên, mẹ nó, người yêu nó đi Nhật, cái người yêu đi đâu nó lại ngồi nó kể khách. Chị em cảm thấy buồn lắm, bây giờ em cảm thấy tuyệt vọng lắm, người yêu em đi mất rồi chị ạ. Mà tôi nói các bạn, nó tâm sự với ai không đi tâm sự một chị 38 tuổi vẫn còn độc thân, mẹ thế với ai chứ, mà lại còn béo, nên là chị thấy rất buồn, chị thấy rất cáu, bảo mẹ mày tao đã ế thì mày suốt ngày này than thở cái chuyện tình yêu với tao, nên người ta chán thì tao không đi tập các bạn ạ. Tôi nói các bạn, tại vì sao lại như vậy? Vì người ta bị lây, nghĩa là cơ bản khách hàng người ta bị lây lan cảm xúc của cái người bán hàng hoặc là của cái người PT ấy. Nên là nếu như mà mày không vui thì tao nhìn mày tao cũng sẽ thấy không vui, đúng không? Không tin nhé, ngày mai cô Giang Vi cô thử đến phòng tập đấy, hoặc là cô Blackbeard cô lên phòng tập, mặt cô cứ như mẹ sắp tủ, không nói gì cứ còn mất gạo. Tôi nói không, đái mẹ ra quần luôn, mà hình như sếp này không vui đấy. Mẹ tự dưng ra sợ khách là em hôm nay em sao thế, khách đến tập và tự dưng lại không vui, mà cái thằng nào nó quan tâm đến mình nhiều nhất ấy, thì thằng đấy nó lại gì không vui, vì nó bị lây nhanh nhất đấy. Thế nên đấy là một cái thí điểm rất quan trọng nhé, để nó chứng minh cái việc là gì, đã đi làm là tinh thần nó phải gì, mẹ thật là rô mốt, thật là sảng khoái, chứ mẹ nó không vui thì không được rồi nhé, tuyệt đối là không được rồi. Học được chưa? Rồi mọi người thì hay hỏi tôi một câu là anh ơi, thế bây giờ em làm sao em chốt sale được cái buổi tập này, gói tập này, em chốt sale một cái hợp đồng 500 buổi đi. Nó hỏi tôi là anh chốt sale một cái đỉnh nhất bao nhiêu, bảo là ừ thì anh chốt sale được một cái đỉnh nhất cũng mới chỉ có 1.200 buổi thôi. Đấy, thực ra tôi cũng chẳng có lý do gì tôi phải chốt nhiều buổi cả, thế tôi nghĩ là tôi sẽ chốt được tương đối. Tôi chốt một hợp đồng 1.000 buổi, một hợp đồng 1.200 buổi. 1.000 buổi là ở công ty cũ tôi, còn 1.200 buổi thì nó là công ty hiện tại của tôi, nó là phòng private. Tôi nói các bạn, phòng private chốt 1.200 buổi nó là đỉnh, không phải dạng vừa đâu nhá. Đấy, nhưng mà với tôi học tài, sau khi tôi hiểu một chút xíu về tài chính thì tôi sẽ không bao giờ chốt 1.200 buổi nữa, vì thấy là ngu. Mẹ cầm một đống tiền sau đi nợ nhục lắm, chết con mẹ luôn. Đấy, các bạn mà làm một cái bản Central Control System Company ấy, CCSC ra ấy, thì sau này các bạn sẽ thấy mẹ doanh nghiệp mình toàn lỗ rồi, đéo thì lãi đâu mẹ, tại vì dư nợ nhiều quá. Đấy, sau này thì tôi sẽ dạy các bạn sau nhá. Mới ông tôi sẽ dạy từ. Đấy, thế thì các bạn tưởng tượng là gì? Khi mà tôi bán những cái thương vụ như vậy thì tôi không có khái niệm chốt sale. Nó thực sự mà nói các bạn là tôi dạy nhân viên thì chúng mày đừng học chốt sale. Tất cả những thằng họ anh ơi dạy em chốt sale là mấy thằng ngu đéo biết bán hàng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bản chất của cái quá trình mà mình chốt sale ấy, nó đã diễn ra ngay từ lần đầu tiên mà khách hàng gặp các bạn rồi nhá. Quá trình chốt sale là nó diễn ra ngay lúc mà khách hàng gặp các bạn. Tôi lấy ví dụ này, ở đây có cô gái nào lúc lần đầu tiên mà gặp tôi ấy, mà trông mẹ ồ thằng này đẹp trai, trông quý, trông đáng yêu nhỉ, thì chứng tỏ là gì? Các bạn thích mẹ tôi rồi, đúng không? Còn ông nào mà gặp thằng chồng nào đéo được thích. Vì sao? Vì nó là cái cảm xúc đầu tiên mà chúng ta dành cho nhau, đúng không ạ? Ông nào gặp tôi lần đầu tiên mà gặp tôi xong và ông này trông đáng yêu thế nhỉ, nói chuyện hay, hiểu biết nhỉ, trông cũng đẹp trai ngon đấy, có lẽ có khi mà tôi tán là khả năng đổ cào lắm. Tôi nói các bạn cào, đúng không? Tại vì là người ta chốt ngay từ lần đầu rồi, người ta có ấn tượng rồi, thế nên là đừng có chốt sale. Theo tôi nghĩ là đừng có chốt sale, đấy là theo quan điểm tôi, đừng có chốt sale mà hãy làm cho khách hàng hài lòng ngay từ lần đầu tiên. Còn sẽ nói theo góc độ chốt sale đi, là nếu các bạn đang chốt sale thì các bạn nhớ là các cái gói tập nhỏ thì các bạn chốt sale, còn các gói tập lớn thì các bạn không chốt sale nhé. Ví dụ gói tập dưới 100 buổi thì nó là chốt sale, đòi hỏi bằng skill, bằng kỹ năng, bằng phân tích lợi ích. Nhưng nếu mà các bạn bán gói tập tầm 300 buổi, 500 buổi thì các bạn đã bán bằng niềm tin, bán bằng cái niềm tin của bạn ấy, cái danh dự của bạn ấy, cái sự uy tín của bản thân mình ấy, và bán bằng mối quan hệ của bạn thì mới được. Được chưa? Nghĩa là nó thực sự phải trở thành bạn bè và dành cho nhau một sự tin cậy rất lớn, thì lúc đấy các bạn bán những cái hợp đồng đấy nó mới thực sự hiệu quả nhé. Chứ đừng có chốt sale lúc đấy chị bảo là anh đăng ký gói này em nghĩ là nó tốt cho anh nên đăng ký. Thì tôi nói các bạn này, ok, ừ, anh thấy tốt đấy, thì mà cái đăng ký cho anh có 1.000 buổi. Đấy, là khách hàng xuống tiền ngay. Đấy, còn chốt, anh ơi, anh mua cho 1.000 buổi đi, mình nọ lọ chai, thì tôi nói là đéo bao giờ chốt được. Được chưa? Vậy chốt ở câu này là gì? Với các hợp đồng gói nhỏ, thương vụ nhỏ, thì các bạn chốt sale. Còn với các hợp đồng thương vụ lớn thì gì? Đừng có chốt sale, nha. Được chưa? Mà phải để cho người ta tự chốt. Vậy làm nào để khách hàng tự chốt? Đó là gây thiện cảm với khách hàng, gây dựng niềm tin với khách hàng, trở thành bạn bè của khách hàng, trở thành chuyên gia cố vấn của khách hàng, thì chắc chắn khách hàng sẽ gì? Tự động chốt sale. Được chưa? Rồi tiếp tục. Người ta có một vài cái nghiên cứu khi mà người ta làm tư vấn bất động sản, người ta chỉ ra là thế này. Có 80%
những cái khách hàng người ta chốt sale ngay ở cái lần đầu tiên và 20% là chốt sale ở phần cuối cùng. Nghĩa là ngay lần đầu tiên người ta gặp các bạn, người ta đã mua hàng rồi. Được chưa? Người ta đã mua, xác định là người ta mua hàng vì người ta thấy thích bạn, người ta tin bạn. Đấy. Nên là một lần nữa tôi lại nhắc lại là gì? 80% khách hàng người ta chốt sale ngay từ những cái lần đầu tiên gặp bạn. Nên là cái giai đoạn trong vòng thì gặp gỡ tư vấn đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nha. Gặp gỡ này là người ấn tượng và tư vấn đầu tiên. Còn sau này về sau bạn, người ta mới bắt đầu để ý tính cách của bạn xem có phải là gì ok hay không, tận tình hay không, để người ta dò xét, thì lúc đó người ta mới chốt sale của bạn là 20% thôi. Được chưa? Tiếp tục. Làm thế nào để biết được một cái buổi chốt sale nó có thành công, tư vấn nó có thành công được hay không? Thì tôi sẽ chỉ cho bạn một cái công thức. Đó là hãy để ý xem trong cái cuộc hội thoại giữa bạn và khách hàng thì tỷ lệ nói của bạn và khách hàng là bao nhiêu phần trăm. Nếu bạn nói 70 và khách hàng nói 30 thì sao? Tỷ lệ là 70-30. Nói vui vậy thôi nhưng mà 70% là bạn xịt. Nhưng nếu, cái này nó không có hoàn toàn đúng nhé, nó chỉ là một con số ước lượng thôi. Nếu mà bạn để khách hàng nói 60 mà bạn nói 40 thì tôi khẳng định bạn tỷ lệ chốt sale sẽ cực kỳ cao. Cực kỳ cao. Vì sao lại như vậy? Bởi bản chất của việc tư vấn là gì? Là mày có thông tin. Làm thế nào để có thông tin? Đó là chính là chúng ta đặt câu hỏi. Vậy một buổi chốt sale thành công nó phụ thuộc vào số lượng câu hỏi của các bạn đưa ra và luồng thông tin đáp lại của khách hàng. Được chưa? Phụ thuộc vào số lượng câu hỏi các bạn đặt ra và luồng thông tin đáp lại của khách hàng. Nếu tỷ lệ đó là 60% từ khách hàng, 40% từ bạn, thì tôi khẳng định tỷ lệ chốt rất cao, có thể đến 80%. Tiếp tục. Ghi xong chưa? Rồi tiếp tục này. Có đúng không ạ? Nhưng tôi nói các bạn này, khách hàng chỉ giới thiệu người khác khi gì? Họ hài lòng về sản phẩm dịch vụ. Nên thay vì cố gắng tìm cách để lấy thông tin thì hãy làm cho họ hài lòng thật nhiều vào. Họ sẽ tự đi nói về sản phẩm của bạn, đi giới thiệu khách hàng cho các bạn. Được chưa? Nha. Vậy thì hãy xem kênh YouTube của tôi, hình như tôi nhớ là nó có cái phần đấy, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng vượt sự kỳ vọng của khách hàng để khả năng renew và giới thiệu sản phẩm tốt đấy. Tôi nhớ là như vậy. Rồi. Không biết các bạn có sử dụng cái phương pháp tìm kiếm khách hàng influencer không? Nghĩa là tại sao chúng ta vẽ cái chân dung khách hàng ấy? Khi tôi vẽ cái chân dung khách hàng ra thì tôi có cái phần nhân khẩu học, sở thích, hành vi, thói quen, insight, kênh thông người thích, về ảnh hưởng. Thì tôi sẽ sử dụng cái người ảnh hưởng. Nghĩa là gì? Tôi lấy ví dụ là khi mà tôi biết ở trong một cái cụm chung cư ấy, nó có một cái ban quản trị hoặc ban quản lý hoặc một cái chị nào đó mà chị rất là kiểu energy, rất là năng lượng, chị đấy toàn hô hào, chị em đi nhậu, đi chơi, đi tập, đi phê phán mà có mình rất tích cực. Nó gọi là thành viên tích cực trong các cộng đồng, đúng không? Các bạn biết là cái group Facebook nó có một cái nó gọi là thành viên tích cực không? Đấy, mẹ. Thì tôi sẽ đến sẵn sàng tôi tặng thẻ tập miễn phí cho những cái người như vậy. Vì sao? Vì họ thích được công nhận. Những người đấy họ rất nhiệt tình, họ không có tiền, họ thích được công nhận. Tặng được cái đấy, tôi nói các bạn, một khi mà tặng được cái đấy xong, mẹ nó đi nói với cả gì? Cả hội là chúng mày tập đấy đi, mẹ thằng Trường nó không chỉ đẹp dài như thiên hạ nói đâu, mà nó còn tốt tính lắm. Đấy, nên là gì? Nó vừa cho tao cái thể tập xong, tao thấy thằng này tốt lắm. Đấy, ví dụ thế. Thực ra khách hàng sẽ không đi khoe với người khác là họ đợt được cái thể tập đâu. Họ chỉ nói là thằng này tốt lắm, mà dịch vụ đấy tốt lắm, mày nên đến tao. Đấy, nó gọi là gì? Quan hệ với cái người ảnh hưởng của một cái nhóm nào đó. Bằng cách tác động vào những cái người như vậy để có thể có một nhóm khách hàng. Ở đâu đó ở miền Trung tôi có đến một cái nơi nó gọi là gì nhỉ? Đồng Hới Quảng Bình. Thì ở đấy nó có đặc thù là các chị toàn đi tập theo tốt thôi, 20-30 chị em phụ nữ đi tập với nhau thôi, đứng lắc mông quảng đít ở bờ biển này, xong rồi đứng nhảy múa linh tinh này, đấy hay lắm. Thì tôi bảo là cách bán hàng tốt nhất bây giờ chị tìm nhắm 20 cái vị cầm đầu, 20 chị đấy tặng cho mỗi chị cái thẻ VIP. Thế thôi. Đấy, xong mỗi hôm chị đi tập ra khen chị cầu đến kênh thứ bảy thì bảo chị em quý chị lắm, này em cho chị một cái thẻ VIP 10 buổi tập miễn phí tại bên em, chị tặng cho ai đi tập thì mẹ tôi nói mày cho tao xin mấy cái nữa đi. Thế là bà đi, bà lôi cả hội đến cho mày thịt, đúng không? Vậy thả con săn sắt thì bắt được con gì? Mẹ con khủng long,
Đấy, đúng không? Chiến thuật này là rất kinh tinh vi, mà muốn có được chiến thuật này thì phải nghiên cứu cái hành vi cư dân quanh khu vực đấy để mình tìm hiểu xem đặc thù đấy nó sinh hoạt theo kiểu như nào, đúng không? Đấy, tôi nói các bạn mẹ câu cá thế thôi, có con nó đi ăn ban ngày, có con đi ăn ban đêm, mình phải biết mẹ con đấy nó ăn ở ban đêm hay là ăn ở ban ngày, ăn ở tầng nước nông hay sâu, đúng không? Mình cũng phải xem nó thích chui trong hang hay trong bụi rậm thì mình cần phải bắt chứ, mẹ rồi bắt con cá chê nó toàn chui trong hang, ông cứ đi ra cái vùng nước là trong nhất ông bắt thì bắt làm sao được nhầy, đúng không? Bắt cá trạch thì phải chỗ nào có bùn thì bắt được cá trạch, nhưng mẹ bắt cá trạch trên sân bê tông thì lấy đâu ra cá trạch, cá trạch đâm xuống sân bê tông để mà mẹ chấn thương sọ não chết à, đúng không? Đấy không được thôi đấy, ví dụ đấy thì đấy là cái người ảnh hưởng nó sẽ ở đâu thì mình sẽ tìm những người như vậy nhá. Rồi à, trong bán hàng thì đừng có nói về tính năng của sản phẩm, được chưa? Mà hãy nói về giải pháp. Nghĩa là chúng ta hãy nói một câu là gì? Bán giải pháp chứ đừng có bán gì? Sản phẩm. Được chưa? Bán giải pháp đừng có bán sản phẩm. Đấy. Thế thì có nghĩa là gì? Cái sản phẩm của bạn nó phải giải quyết được cái vấn đề của khách hàng. Nhá. Nó phải giải quyết được cái vấn đề của khách hàng. Mẹ ông bán một cái sản phẩm, nó giống như cái việc là bây giờ như này. Tôi thì mẹ tôi thích giày, đúng không? Tôi cực kỳ thích giày, tôi nói các bạn tôi vừa order 6 đôi xong. Đấy, mẹ tôi đóng tiền xong. Thế nhưng bây giờ tự dưng cô Giang Vi bảo em quý thầy trưởng lắm, em tặng thầy đôi giày cao gót 7 phân của em, thừa, mẹ tôi nói các bạn có đi được không? Tôi có đi được không? Không, vì sản phẩm nó không phù hợp, giải pháp phù hợp. Bà Giang Vi... Blackburn ơi, anh mẹ đang anh đồ không gì tương thích, không được, không sử dụng được, khách hàng người ta sẽ gì không mua hàng của mình nếu như người ta không thấy cái sản phẩm đấy nó không tương thích, nó phù hợp với bạn, nó thấy em dịch vụ với em tốt đẳng cấp luôn, nó cứ gọi là quá hợp lý luôn anh ạ. Giá của nó phải nói nó ra tốt. Làm trainer ấy thì các bạn anh tập trung là ví dụ cái khách hàng người ta giảm cân ấy thì cân luyện đúng không, người ta đang bị chấn thương thì tập cho người, đúng không? Bây giờ khi nói với người ta là cái khi mà anh chị tập các cái dạng bài tập như này thì anh chị giảm được cơn đau như này, tư thế của anh chị như này, mới chị ngực lét thì ngực to như này. Thì tôi nói các bạn, người ta có nghĩ đến một tuần tập bao buổi đâu, đúng không? Người ta chỉ quan tâm mẹ thằng này nói đúng nhầy. Có khi là người ta mua vì sao? Vì tin tưởng rằng cái giải pháp nó tốt đấy, nhưng mà nó phải đảm bảo nó tốt thật nhầy. Nếu mà nó không tốt thật thì mẹ thằng lừa đảo, thế thành bố láo rồi, hỏng rồi, không được, được chưa? Hầu hết khi mà mọi người mua một sản phẩm thì mọi người đều thấy nó đắt. Tôi lấy ví dụ như mọi người như này. Tôi mua một chiếc C200 2019 thì tôi bảo mẹ đúng là mấy con mẹ này nó đắt thật. Mà mình cũng thấy nó đắt thật. Đúng không? Mình cũng thấy là nó đắt thật. Thế các bạn thử nghĩ xem. Đến lúc mà tôi đi chiếc xe xong tôi có con thấy nó đắt không? Thì câu trả lời là tôi ra thôi. Là bởi vì thế này. Đó là gì? Khi mà tôi mở cửa cái xe đó ra ấy, mẹ ai nhìn thôi. Tôi đi ra quán cà phê, tôi mở cửa ra, ai nhìn tôi, mà mọi khi tôi đi Mazda không ai nhìn. À thực ra cũng có người nhìn đấy. Nhưng mà đi mẹ, thế nào mà tự dưng mình thấy mình đẹp sai, thế nhở? Tôi nói các bạn, phê, nước. Cái thứ hai là gì? Giả sử có đi một cô bạn gái ở trong xe, mở cửa ra xe phát là gì? Thấy đèn LED sáng trưng. Đấy, đèn LED 64 màu, mẹ sáng trưng, trông nó cứ như là gì? Trên ba, mẹ có khi ra hồ Tây nhún nhảy thoải mái. Đấy, cái thứ ba tôi nói các bạn này, bật loa Boomaster lên nghe mẹ bùm 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 mẹ phê đấy. Cái thứ tư là gì? Nhấn gà mà phát là gì? Mẹ dính ghế. À chưa dính, hơi giật tí thôi, có khi là thêm 500 triệu nữa là nó cũng dính đấy, nhưng mà thôi đấy, ví dụ như vậy. Thì đến khi mà mình mua nó xong mình thấy sao? Ô mẹ con xe này ngon nhờ, xịn mẹ, ban đầu mình nghĩ nó đắt, hóa ra nó đéo đắt, mẹ nó ngon thật, ngồi vào mông nó sướng, đít nó sướng, vì ra sao ra nó xịn nữa, tai nghe nó cảm thấy êm, mẹ mình cảm giác lái phê, ra ngoài mẹ gái nó thích, gửi đấy ví dụ thế. Mẹ ngày xưa thì đã ế, tự dưng mua con mẹt xong cái lại tự dưng ngồi đấy mà duyệt hồ sơ. Hình dung không? Bảo mẹ mày đi mẹt là auto đẹp dài, thế là tự dưng mình gì? Mình không hề thấy nó gì, nó đắt nữa. Vậy cơ bản cái gói PT cũng vậy thôi,
ban đầu người ta mua là gì, người ta thấy nó đắt thật, mẹ bỏ ra 700-800 nghìn, mẹ thuê thằng Khôi ngáo dạy tao VD làm gì. Thế mà mẹ sau khi tập với thằng Khôi xong, tự một thằng mẹ mình gọi là gầy đít thì lép, gầy thì dập xương, tập với Khôi sau 5 tháng sau mẹ trông như người mẫu nhây, ngon, mẹ mông to, tự dưng lại có dắt theo chục cô bạn gái đi tập. Mẹ bảo phấn khởi, ngày xưa có một cô em không xử được, mà thứ ngày em tập với anh Khôi em xử được cả chục cô. Thì lúc đấy em thấy tập anh Khôi là gì, mẹ đáng tiền, đúng không, đáng tiền đấy, mẹ câu chuyện là thế. Vậy cơ bản là gì các bạn, đó là khách hàng người ta không hiểu thì người ta sẽ luôn luôn nghĩ, kể người ta mua người ta cảm thấy ôi thôi mình cần nó, thôi đắt tí mình cũng mua cũng được, các bạn hiểu không? Có đúng là có nhiều khi các bạn nói rằng là thuốc này đắt tí thôi mua cũng được không, đúng không? Nghĩa là mình mua rồi mà mình vẫn miễn cưỡng là mình bảo nó đắt, nhưng mà đến lúc mẹ uống 3 ngày sau khỏi mẹ ốm, đúng không? Ra một thuốc hàng Việt Nam uống cả 2 tháng vẫn gì, nếu thích khỏe hơn tí nào cả, chỉ thấy tốn tiền thì. Sau 2 tháng sử dụng thuốc made in Việt Nam, tôi đã cải thiện được bằng cách mất thêm 5 triệu tiền thuốc. Đấy, thằng kia nó mất có gì, có triệu thôi nhưng 3 ngày nó khỏi mẹ rồi, đúng không? Đấy, lúc đầu mua bảo mẹ triệu 3 ngày tiền thuốc mày bị điên à, sao đắt thế? Ở cuối cùng sau thấy nó rẻ thế, bởi vì sao? Thấy cái tác dụng nó mang lại nó thực sự tốt, đúng không? Vậy cách duy nhất để các bạn đánh bại được cái suy nghĩ về giá cho khách hàng ấy, là giúp khách hàng có được kết quả nhá. Nhanh nhất có thể khi bạn giúp được rồi thì họ sẽ đi nói cái điều này với người khác là gì này. À, chị ngày xưa tập VT chị cũng thấy nó đắt như vậy đấy, nhưng mà chị nói thật, chị sử dụng nhiều phương pháp giảm cân rồi. Cho đến khi gặp anh Đình Trường, mẹ tự dưng người chị nó cứ gì ngon hết cả lên đấy. Ví dụ chị thấy phấn khởi, thế là chồng chị mừng lắm nhỉ. Xong không cho chị đi tập nữa, sợ chị ngon quá thì bị bắt mất. Đấy. Nên là tự dưng là khách hàng rất hài lòng, người ta sẽ đi nói như vậy. Mà họ đi nói với các bạn có cần phải bán hàng không? Các bạn không cần phải bán hàng nữa. Chắc chắn luôn, vì rất dễ. Được chưa? Đấy. Rồi tiếp tục. Khách hàng chỉ thấy sản phẩm có giá trị khi mà họ hình dung được kết quả. Cái này có nghĩa là gì? Nhá, nhớ này. Cái tâm lý này nó được dùng trong cái việc bán các cái giải pháp về công nghệ, phần mềm, máy móc ấy. Nó bán rất nhiều những cái sản phẩm như vậy. Tôi lấy ví dụ nó bán kiểu này. Nó bảo là khi mà anh đang sử dụng cái thiết bị máy như vậy, anh sản xuất ra được 10.000 con ốc trong vòng một ngày, nhưng mà cái tỷ lệ sai sót của anh là 22%. Tôi nói thế nó hơi quá, 10%. Vậy 10% này nếu mà nhân giá trị ra thì tương ứng nó sẽ như này, và tốc độ giao hàng của anh nó sẽ như này, nó ảnh hưởng đến gì? Tổn thất của anh gần đây tiền. Nhưng nếu các anh bỏ 2 tỷ ra mua nâng cấp chiếc máy này của em thì nó sẽ chỉ có tỷ lệ sai sót là 3% thôi. Do vậy anh sẽ tiết kiệm được thời gian giao hàng, tương ứng 1 năm anh tiết kiệm được gần đây tiền. Anh tiết kiệm được tỷ lệ sai sót, tương ứng là gì? 1 năm anh tiết kiệm được gần đây tiền. Và khi sản phẩm anh tốt như vậy, nhanh như vậy, hiệu quả như vậy thì anh sẽ có thêm nhiều đơn hàng hơn nữa. Do vậy chỉ sau vòng 6 tháng đến 1 năm rưỡi, nếu mà anh làm tốt thì 1 năm rưỡi thì anh có thể thu hồi vốn con số 2 tỷ này rồi. Được chưa ạ? Nếu mà anh mua cái sản phẩm này của em thì anh sẽ gì? Sau 1 năm đến 1 năm rưỡi là anh đã thu hồi sản phẩm này rồi. Thì đấy chính là gì ạ? Đó là giúp hình dung được cái kết quả, đúng không? Rồi tôi lại lấy một cái ví dụ khác cho nó thực tế. Ông Thái Lưu này, ông bảo là anh Trường ơi, em thấy anh đi con mẹt, mẹ xịn quá, em cũng phải mua con mẹt giống anh, trông cho nó đẹp trai, đúng không? Ông Thái bảo tôi thế. Ông cũng biết ông Thái, ông Lưu đấy, tôi thấy Thái Lưu tôi cứ đọc thế nhé. Thì xong sau một hồi phân tích thì bảo cũng được thôi, anh có mấy con C200 nhưng mà 8 năm trước nó có giá 600 triệu. Đấy, anh nghĩ là em đi con này cũng hợp với túi tiền của em. Nhưng mà anh sẽ phân tích cho một chút xíu như này. Em có hiểu biết về công nghệ không? Em có hiểu biết về kỹ thuật không? Và em đã từng tự sửa chữa ô tô lần nào chưa? Tại vì những cái con xe đời cổ này nó gặp một phải vấn đề phát sinh là gì? Nếu em không hiểu biết về nó thì khả năng em bị gì? Nó xưởng sửa chữa nó báo giá gấp đôi cho em là chuyện bình thường. Nên là em phải thay thế phụ tùng rất là đắt. Áng chừng khi mà nuôi một chiếc xe như vậy có khi mất 2 năm là em đã phải tốn mất 500 triệu để vận hành nó. Chưa kể những cái lúc trên đường nó gì hỏng hóc hoặc là nó làm nhỡ việc của em, gây ảnh hưởng đến dự án của em. Cái thứ hai, nếu mà em đi một chiếc này thì đúng là nó sang hơn những chiếc khác nhưng nó vẫn là một chiếc xe lướt quá cũ. Thế nên là nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của em. Vậy khi mà em đi giao dịch với công việc của hiện tại của em thì khả năng là em tạo được cái vị thế trong mắt của khách hàng nó không được tốt. Đúng không? Có một cái vấn đề như này nữa, đó là cái xe đời cũ thì nó sẽ không có những cái công nghệ tân tiến an toàn như bây giờ. Thế nên là vậy nếu em mua như vậy, khả năng cao là thứ nhất bảo hiểm nó sẽ không thực thi cho em. Cái thứ hai nữa là gì? Nó không có công nghệ an toàn, nếu không may trên đường đi nó xảy ra tai nạn thì có khi mình mất cả mạng. Như vậy, liệu là chúng ta có nên cân nhắc cái việc em thêm 500 triệu để mua một chiếc C200 nhưng đời của nó là 2017 hay không?
nó trang bị đầy đủ các tính năng ABC giải quyết được tất cả vấn đề và khấu hao cực cất và gì về như vậy. Đấy. Đúng không? Mất có 500 triệu đang nặng trả góp, mỗi tháng em trả cho anh 7 triệu thôi. Thế là ok. Thế là tự dưng ông này sẽ thấy ừ đúng thật, nếu mà mình mua con kia thì bức tranh mình phải trả là gì? Rất nhiều tiền và rủi ro rất lớn, mặc dù chi phí ban đầu mình bỏ ra là gì? Là rất thấp. Nhưng ngược lại là khi mà mua 17 tỷ thôi thì lại gì? Ngon hơn, đẹp hơn, xịn sò hơn, công nghệ hơn, làm cho mình có làm màu tốt hơn. Đấy, nó sẽ mang lại cho mình rất nhiều những cái giá trị mới. Thì đấy, nó cũng là một cái ví dụ để tôi nói các bạn là nhiều khi khách hàng ấy, người ta không mua sản phẩm, nếu người ta không hình dung được thì các bạn nên có một cái kỹ thuật nó gọi là hình tượng hóa kết quả và rủi ro cho khách hàng nhá. Cái này tôi đã viết trên Facebook rồi, hình tượng hóa kết quả rủi ro. Đa phần các phương pháp bán hàng nó được đều được dựa trên những cái yếu tố về tâm lý khách hàng để mà đưa ra mà thôi. Cái cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn là gì? Là khách hàng của chúng ta ấy, họ chỉ thực sự nhá, họ chỉ thực sự mua hàng của các bạn bởi vì không phải vì sản phẩm đâu, mà bởi vì người ta tin các bạn. Tôi nói thật các bạn, tất cả những cái việc chốt sale ấy là hầu hết là người ta tin các bạn thôi. Người ta tin các bạn thì người ta mới mua hàng, chứ còn không phải là tự dưng mà người ta mua hàng đâu nhá. 70% là người ta tin các bạn, là tướng mạo và phong cách của bạn. Thế nên là trong cái quy tắc xây dựng cái phòng kinh doanh, nó mới có phòng truyền thông, phòng marketing và phòng sale. Thì thằng truyền thông nó tạo nhu cầu và gây dựng niềm tin về sản phẩm. Còn thằng marketing thì nó quảng cáo về thông tin về sản phẩm, tính năng sản phẩm, các cái chương trình ưu đãi. Cuối cùng thằng sale nó tạo thiện cảm thôi, nó chỉ cần đáng yêu và đẹp trai thôi là khách hàng đã mua nó rồi, bởi vì bản chất hai cái việc kia là do thằng truyền thông và marketing nó làm. Đấy. Nên các bạn nên nhớ là khách hàng người ta chốt sale bởi vì là 70% là vì tin các bạn thôi. Nên hãy nhớ nhiều khi mình ký hợp đồng với khách hàng, nghĩa là mình nhận cái lòng tin của người ta. Được chưa? Thì có trách nhiệm một chút xíu. Thì đây chính là 15 sự thật về tâm lý của khách hàng mà tôi chia sẻ với các bạn. Thì không biết là các bạn nghe xong phần này các bạn có thấy nó có tí nào đó gọi là quen thuộc không? Nhỉ? Yeah. Các bạn có thấy có tí nào gọi là nó gọi là quen thuộc gì đó không? Quen thuộc mà mình đã từng gặp phải những khách hàng như vậy chưa? Thì các bạn thử lên tiếng rồi tí xem nào. Có không? Có không? Có không các bạn? Không à? Không ai lên tiếng à? Ok, không ai thấy gì thôi. Giang Vi gặp không? Đã bật mic lên đâu Giang Vi? Anh chưa nghe tiếng gì cả. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai ngày hôm nay, đó chính là những cái câu nói mà khiến để chúng ta sử dụng nó là một cái bước đệm cực kỳ tốt trong cái việc chốt sale với khách hàng. Nó có thể dùng một cái từ gọi là ma mị một tí, nó gọi là mê hoặc khách hàng. Được chưa? Thì đây, tôi cũng đã có liệt kê cho bạn một vài cái câu nói. Các bạn có thể nhìn trực tiếp trên slide nhé. Thông thường khi mà khách hàng mua một cái sản phẩm, họ hay bị một cái thứ tâm lý, nó gọi là tâm lý do dự. Đó là không biết rằng là những cái thứ mà gì tao chuẩn bị quyết định đây, tao mua thì nó có gì, có thực sự tốt không, có thực sự an toàn không. Kể cả hôm nay là hôm qua tôi có đi ký một cái hợp đồng thuê mặt bằng để mở cơ sở mới là 330 m² nhá, trong tòa cụm chung cư gồm 15 tòa chung cư luôn, cũng có một cái finish trong đấy rồi. Mà tôi deal được một cái giá nó gọi là kinh điển, tôi nói các bạn, 7 đô, 7 đô, dã man chưa? Giá 7 đô rất kinh điển. Được. Mà người trước đấy người ta thuê là 10, 14 đô. Đâu đó cỡ khoảng độ tầm 120 triệu gì đấy. Mà tôi thuê mất có 56 triệu 300 mét, tôi thuê. Đấy. Nhưng mà tôi nghĩa là lần nào tôi đi thuê mặt bằng tôi cũng có cảm giác bất an, tôi cảm thấy mẹ nhỡ nó lừa mình không, bây giờ nó lừa mình đéo biết làm nào nữa, bây giờ nó lừa mà đi cãi nhau kiện tụng thì đòi sơ trả được tiền lại mất cả việc, khổ đấy.
thì đấy nó là cái tâm lý do dự nghi ngờ, nên là trước khi mà chuẩn bị mua mẹ cảm thấy không biết mình quyết định có đúng không hay mình có sai không đấy. Kể cả khi mà tôi mua một cái căn nhà thế, tôi cũng nghĩ giống như vậy luôn, không biết mình mua có hợp lý không hay là mình mua có được hời không. Hãy cho đến khi là tôi định mua một cái gì nhỉ, một cái ô tô, tôi cũng nghĩ như vậy, vì đấy là bản chất của con người là có cái sự do dự. Các bạn nhớ nhé, họ luôn luôn có một cái gì đấy nó gọi là cái tính do dự. Thế thì cái việc mà trong cái giai đoạn họ do dự như vậy mà mình sử dụng đúng những cái chiêu, những cái câu nói thì nó hoàn toàn có thể tác động đến khách hàng. Có nhiều khi nhé, các bạn đến mà các bạn không biết chọn cái gì, đồ ăn gì, thì nhiều khi bọn bán hàng nó sử dụng câu là phương pháp gợi ý, nó giống như kiểu là anh thích dùng phở một trứng hay là gì, hai trứng, phát là tự dưng mình ốp mẹ luôn, ừ em ơi cho anh hai trứng, mặc dù lúc đầu tiên mình đâu có ý định ăn trứng ăn chiếc gì đâu, đúng không? Thì tự dưng đến lúc đấy mình hướng quá thì mình lại gì, mình lại phang luôn cho nó có hai trứng, thế là mình gì mắc bẫy nó rồi, bị bọn trẻ con lừa rồi. Đấy, thì nhiều khi nó lại thành như vậy. Thì đấy là những cái câu nói kiểu dạng như vậy rất là hay, và nó được chứng minh trong cái ngành F&B, đó là cái ngành đồ uống, ăn uống cực kỳ hiệu quả. Thì đây cũng có một cái vài cái dạng là như sau. Câu đầu tiên nó là dạng câu em không biết điều em sắp nói sau đây có thực nó gọi là có thích hợp với anh chị hay không, nhưng những điều này đã giúp ... nhá. Em không biết điều em sắp nói sau đây nó có thích hợp với anh chị hay không, nhưng điều này đã giúp ... Thế thì khi mà tôi gặp một cái trường hợp khách hàng ấy, thì tôi hay sử dụng cái cụm từ này khá nhiều. Thực ra tôi cũng học được nó cách đây cũng được phải đúng 6 năm rồi, tôi thử áp dụng thì tôi thấy nó hiệu quả thật. Em thì cũng không biết là những, tất nhiên tôi sẽ không nói nó y như vậy, mà tôi sẽ nói nó một cách gì theo cái văn phong của tôi. Em cũng không biết được là trước đây chị đã từng tập luyện ở những cái trung tâm như thế nào, hay là những cái phương pháp tập luyện như thế nào. Mà em cũng không biết là cái liệu rằng cái những cái chia sẻ của em ở đây, những cái tư vấn của em đây nó có thực sự giải quyết được vấn đề của chị hay không. Nhưng mà bản chất là khi mà em đã gặp rất nhiều khách hàng khác, họ đến một cái trung tâm khác, sau họ quay lại họ tập luyện em và sử dụng cái phương pháp của em ấy, thì họ đã được kết quả như thế này. Vậy thì bây giờ em sẽ giải thích anh là cái phương pháp của em nó khác với các trung tâm khác ở điều gì. Đấy, tôi dùng nó là như vậy. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Thì khi mà bạn có một cái câu dẫn nó như vậy thì người ta sẽ rất là gì? Tò mò và thú vị muốn lắng nghe các bạn. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao mà ông Trường có thể nói chuyện đến tiếng rưỡi với khách hàng. Mẹ không biết chuyện à? Thì thực ra tôi có những cái câu dẫn nó rất là hay, nên là khách hàng người ta muốn lắng nghe tôi. Chứ nếu tôi dẫn không hay thì người ta sẽ gì? Người ta không muốn lắng nghe tôi. Vậy các bạn hãy cố gắng học thuộc cái cụm từ này. Được chưa? Em không biết cái điều mà em sắp chia sẻ ở đây nó có gì thích hợp, có phù hợp hoặc có thể giải quyết được cái vấn đề của chị hay không. Hoặc là em không biết rằng là cái phương pháp tập luyện mà em xây dựng từ trước đến nay ấy, khi mà áp dụng vào cái cơ thể của chị và cái tình huống chị, nó có giải quyết được vấn đề của chị hay không. Nhưng mà em đã có đến 30 khách hàng sử dụng cái dịch vụ này và họ đạt được kết quả như thế này. Thì em xin phép cho chị xem cái hình ảnh của khách hàng của em. Đấy, sâu các mẹ nó ra như vậy. Thế là tôi nói các bạn là gì? Nghe nó rất là gì? Xịn sò. Nó rất là xịn sò và nó tăng cái sức gì? Kích thích khách hàng khi mà họ đang dò dự, họ sẽ mua sản phẩm của bạn tốt hơn. Nha. Cố gắng nhé. Các bạn luyện tập cho tôi kịch bản kiểu nó như vậy. Được chưa? Rồi. Tiếp tục đến câu số 2 là gì? Em biết anh chị là một cái người rất là kiên định và rất quyết tâm. Đấy. Trong việc là khi mà anh chị đã đặt được cái mục tiêu thì nhất định anh chị sẽ làm được. Đấy. Thì câu này thực chất nó là một câu khen. Thì tôi nói là cái câu này nó sẽ phù hợp với hai kiểu khách hàng. Thứ nhất, nó là khách hàng làm lãnh đạo, làm sếp, làm business. Nhá. Thứ hai là bọn trẻ trâu, bọn lửng mật. Tại sao bạn phải dùng cái này cho bọn lửng mật? Bởi vì thế này này. Mẹ cái bọn đấy là bọn thiếu niềm tin. Thực ra bạn có thể dùng cho bọn trẻ con được nhá. Bọn đấy là bọn thiếu niềm tin. Vì sao nó thiếu niềm tin? Là bởi vì các cụ nhà nó, bố mẹ nó toàn bảo mày là cái loại gì? Chỉ còn mẹ chỉ dành cái thằng khôi, mẹ mày nứt mũi biết cái gì, ngồi im để bọn các cụ nói chuyện. Đúng không? Nên là chúng nó cảm thấy là mẹ những cái gì chúng nó đặt ra nó không được tôn trọng. Nó không được tôn trọng. Nên thì bạn mình sẽ dùng những cái câu nó kiểu dạng như này này. Anh để ý em là khá lâu rồi, từ lúc mà em đi tập đến tận bây giờ, thì cái cách mà em cầm tạ, nâng tạ đến lúc anh nghĩ là em là người rất là kiên định đấy. Nghĩa là em mà muốn cái gì là em sẽ phải làm được nó, đúng không? Bởi vì sao? Nó là thể hiện cái bản lĩnh của mình, chứ nó không phải thể hiện cái sự kiêu ngạo. Mà anh nghĩ là cái đấy nó là phẩm chất cực kỳ tốt của những người thành công. Anh thích cái tính đó của em. Nên anh tin rằng nếu như mà em tham gia, đã quyết tâm tham gia tập luyện, thì chắc chắn em sẽ đạt được kết quả tốt. Đấy. Đây là một dạng khen rất dã man, rất mà không bị lo, không độ lý. Em đúng nhé. Em ấy dùng cho cái khách hàng nào cũng dùng như vậy, trong khi mẹ suốt ngày nó là cái thằng được mệnh danh nói mà không làm được thì bỏ mẹ rồi. Thì hỏng hết rồi. Thì toàn nhá.
mình phải nhìn cái khí chất của nó mà mình sử dụng. Tất cả những cái tâm lý của các bạn nó đều rơi vào một vài trường hợp, chứ không phải là ai cũng gặp những cái đấy. Có người gặp trường hợp này, có người gặp trường hợp khác, nên mình phải biết là cái khách đấy nó thuộc cái kiểu như nào và mình trộm vào cho nó đúng. Nếu không là gì, nó không chuẩn, hình dung chưa? Hiểu chưa? Thì đấy là cái mà lý thuyết trong cái việc sử dụng những câu nói kết nối cho các bạn để các bạn dùng. Rồi, câu nói này nó lại liên quan đến cái kỹ năng tôi gọi là hình tượng hóa kết quả và rủi ro, hoặc là kỹ năng gì nhỉ, thể hiện khao khát muốn phục vụ khách hàng, nó dựa trên cái động lực mua hàng của khách hàng ấy. Khách hàng, tôi tiện thì tôi cũng nói luôn này, khách hàng có động lực mua hàng như sau. Thứ nhất là nỗi sợ. Mẹ thằng khôi mày ghi làm gì, cái này mày được dạy rồi mà. Nỗi sợ. Thứ hai là mong muốn. Cái nỗi sợ là cái nỗi sợ trong quá khứ và trong gì? Tương lai. Còn cái gì? Mong muốn là cái gì? Cái mà nó muốn đạt được ở trong tương lai. Nên quá trình chốt sale nó chỉ có đẩy từ quá khứ đến tương lai thôi. Tôi lấy ví dụ này. Khôi à, em thử nhớ lại cái thời kỳ mà em quyết định bỏ học đại học, sau đó em theo đuổi nghề personal trainer đi. Có đúng là khi mà em đi về nhà, mọi người cười nhạo em, bảo mày là thằng dở hơi, mày là thằng thần kinh, đi học cái nghề mà cái nghề đấy nó là gì, nghề thời vụ, cái nghề đấy thì mày chỉ có chết đói thôi. Và mọi người đều cho rằng cái quyết định của em nó gì, nó rất là ngu ngốc, và em là một cái thằng gì trẻ trâu, thiếu sự quyết đoán. Bây giờ tất cả mọi người đều không tin tưởng em, chẳng ai coi em ra gì hết, họ coi em là một đứa trẻ con. Đấy, cái câu này nó gọi là tìm ra cái bên cái nỗi sợ của nó, và gì, bóp vào miêu tả là nói để cho nó cảm thấy ức. Mẹ, có khi thằng Khôi như thế thật nhỉ, có khi thế thật đấy chứ nhỉ. Đấy, thì bây giờ nếu như bây giờ mày quay trở lại, mày đi về nhà, người ta sẽ cười mặt mày, tao đã bảo mày rồi mà, mẹ mày đừng không, tao bây giờ chụp chức con tinh tướng đi, có phải mình cay không? Vậy thử nghĩ xem mình đâu còn đường lui nữa. Nhất định anh em mình phải gì, phải đi học, phải thành công, phải kiếm được tiền để cho người ta thấy rằng cái sự lựa chọn của anh em mình nó là tuyệt vời nhất, nó là đứng đắn, và nó sẽ thể hiện cái gì, cái bản lĩnh của mình. Mình là thằng nói được làm được, đúng không em? Bây giờ em hãy tưởng tượng em đi về nhà, em nói với gia đình đây là tháng lương đầu tiên của con 5 triệu, và đến ngày tháng thứ 6 em bảo đây là tháng lương thứ 6 của con, và nó là 30 triệu ngang với một ông giám đốc của một cái phòng giao dịch ngân hàng, thì bố mẹ em sẽ nói điều gì với em? Một năm sau em trở thành manager, 2 năm sau em trở thành CEO của một hệ thống, em kiếm cả 100 triệu một tháng, họ sẽ nói gì đến em? Đúng không? Hãy tưởng tượng đi. Hãy tưởng tượng, hãy nhớ lại xem cái khuôn mặt của họ, cái nụ cười họ, cái ánh mắt của họ và cái giọng nói của họ. Họ sẽ há miệng lên, họ gì? Họ ngạc nhiên. Nhưng nếu em thất bại, hãy tưởng tượng họ sẽ làm gì với em. Hình dung chưa? Đấy. Dạ man chưa? Đây là một kỹ thuật rất khó trong tâm lý học. Cái từ hãy tưởng tượng đấy để kích thích não bộ người ta chuyển sang một cái trạng thái suy nghĩ. Nhưng lưu ý cho tôi là khi sử dụng những cái từ này phải gì? Nhấn và chậm lại một tí. Nghe này Khôi. Em đã từng nặng 80 cân, 90 cân và người yêu em đã bỏ rơi em như vậy. Đúng không? Và nó nói với em một câu, chỉ một cái rất đơn giản, tại vì anh gì? Xấu quá. Nên em đi theo thằng trưởng. Thằng đấy xấu múi đẹp dai, em thích nó. Còn anh xấu quá, em không thích anh. Có cay không? Nó không chỉ gì nói với em cá nhân em, mà nó nói trước mặt cả một cái tập thể, và nó đang lấy đi cái sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Bây giờ em tưởng tượng đi, điều gì xảy ra nếu như 1 năm, 2 năm sau em vẫn gặp nó, em vẫn trong cái hình thái như vậy, nó sẽ lại tiếp tục cười vào mặt em tiếp. Đây nỗi sợ gì? Nỗi sợ ở đâu? The future, đúng không? Ở tương lai. Vậy hãy tưởng tượng điều gì xảy ra nếu sau 6 tháng em giảm cân đi, em sở hữu một body 6 múi, đẹp trai thì có sẵn rồi, nó sẽ như thế nào với em? Đúng không? Đấy, mẹ đấy, nó gọi là kỹ thuật. Nó chậm lại để cho người ta có thời gian người ta loát não. Tôi có một quy tắc này này. Nói nhanh, nói chậm. Được chưa? Nói gì? Nói to và gì? Nói nhỏ. Nói gì? Nói rõ và nói gì? Yeah. Đấy thì tôi chỉ dạy các bạn 4 cái thôi. Nói nhanh là thế nào? Là thực ra cái chi phí này nó đâu đó hết của em khoảng độ 20 triệu thôi. Thì anh nghĩ 20 triệu nó sẽ giúp ích cho em trong việc giảm 10 cân. Thì nó nhanh lên để thông tin nó tổng hợp ít, nó chỉ nhớ đến 20 triệu nó trả tiền thôi. Nhưng mà nói chậm thì sử dụng trong cái trường hợp là gì? Là miêu tả để não người ta có thời gian nó loát. Mẹ cái loại mà là RAM 8GB thì nó loát nhanh lắm. Mẹ cái loại RAM có 4GB, 12GB thì còn sơi. Mà nói nhanh nữa thì nó loát kịp sao được. Cái lúc mà người ta suy nghĩ về chi phí thì phải nói nhanh để người ta chỉ nhớ được cái chi phí thôi.
chứ đừng có để người ta nghĩ đắt quá thì không rồi. Lúc đấy mình phải nói chậm. Tôi lấy ví dụ này, nhìn cô Giang Vi mà xem, được cao 1m68, chân dài 1m2, da thì trắng nõn, không một vết sẹo, mông thì cong, eo thì thon, ngực thì to, trắng, mặt thì xinh. Đấy, tôi nói như vậy là ông cô ông thích ngay, bởi vì ông đang nghĩ đến hình ảnh như vậy. Bởi vì sao? Khi mình sử dụng cái từ ngữ chậm như vậy thì giúp người ta hình tượng được cái bức tranh về cái gì mình đang nói. Còn các bạn nói nhanh thì không được. Khi mà bạn khen người ta thì sao? Đấy, mẹ mặt nó xinh như thế kia chứ lại, anh nói thật em, lấy đâu ra ai xinh được như em, hiếm lắm đấy. Người ta mất cả tỷ không xinh được bằng như em đâu. Black ạ, đấy ví dụ thế. Đúng không? Thế mà tự dưng bây giờ chê nó mà lại nó, chê nó thì sao? Đấy nhưng mà tại sao nhỉ? Sao lại để cái bụng nó to như thế kia nhỉ? Đấy ví dụ thế. À chết xin lỗi, em mới bầu mấy tháng. Đấy, ví dụ thế. Ý là gì? Là chê người ta thì nó nhỏ thôi, bé cái miệng lại thôi. Mẹ nói cho cả thiên hạ nó biết đi gì. Mẹ chết, đúng không? Thì đấy là kỹ thuật nói. Vậy cái câu hãy tưởng tượng này phải sử dụng được thêm cái kỹ thuật về gì? Âm điệu và giọng điệu kèm theo cái body language, nghĩa là cái ngôn ngữ về hình thể, thì mình mới có cái cách ứng dụng nó một cách gì hiệu quả nhất. Chứ mà anh ơi, anh hãy tưởng tượng mà xem, anh tập body 6 múi xong trông anh sẽ như thế nào? Mẹ nó đéo có cảm xúc đâu không ạ? Nó không có đâu. Đấy, nó không có đủ cảm xúc đâu, nên mình phải gì? Phải sâu deep một tí nha. Rồi. Tiếp tục là gì? Hãy đưa cho khách hàng những cái giải pháp dưới dạng là A, B, O, C, được chưa? Hoặc là phương án A, phương án B, phương án C. Bạn nào mà học khóa sale của tôi rồi ấy, thì sẽ biết phương pháp chốt sale của thầy Trường là gì. Đưa ra chỉ tối đa gì? 3 mức giá thôi. Đúng không? Tôi lấy ví dụ với các ông như này. Bây giờ mà cho một cái nắp chung cái, bảo mình chọn một đứa làm gì? Làm người yêu, tôi thề luôn. Ông này đột tử luôn. Vì sao? Ví dụ trái đất chết mẹ hết rồi, chỉ có 50 cô gái một mình ông Khôi thôi. Mẹ bảo mày chỉ được chọn một đứa thôi. Mẹ có khi ông Khôi này chết luôn. Vì sao? Vì không chọn nổi cô nào. Tại sao lại thế? Đang định chọn cô này ngực to thì phát hiện ra mông cô này hơi bé. Nhìn ra cô cái mông to thì phát hiện là gì? Cô này hơi đen. Nhìn thấy cô mông vừa to, ngực vừa to thì sao? Mẹ cô này hơi lùn. Đúng không? Nhìn sang cô thì chân dài, cao ráo thì con này lại hồi nách. Ví dụ thế. Đấy. Thế là ông Khôi ông cứ phân vân mãi, tôi lại chọn ngực to hay là chọn chân dài hay là chọn gì? Mẹ mông to. Làm gì có đứa nào hoàn hảo đâu. Đúng không? Thế nhưng nếu mẹ mày rốt ông này giữa một hoàng đảo mà chỉ cho đúng một cô thôi, nó còn gọi là như thị nở luôn. Tôi nói các bạn, nó như thị nở luôn. Mẹ, thị nở là cái loại xấu nhất quả đất rồi. À không, thị nở nó vẫn có giá trị. Giá trị của thị nở là con này trắng. Mẹ già trắng như trứng gà móc. Đấy, thế là được rồi. Trông hơi xấu tí thôi nhưng mà trắng. Thì ông Khôi ông bảo là chứ mẹ em tha gì tịnh thần, nhảy câu tự tử chứ em không lấy thị nở. Đúng không? Xấu quá không lấy được mẹ. Hoặc là trường hợp thứ hai xinh quá thì sao? Chèn. Mẹ chèn thất lực luôn. Đấy, tôi lấy ví dụ như vậy. Thế cơ bản là gì? Nếu các bạn chỉ đưa ra một cái sự lựa chọn cho khách hàng thì người ta sẽ có thể trả lời yes or no. Nếu các bạn được quá nhiều sự lựa chọn, họ bị làm sao? Họ bị lủng não, họ bị rối não. Vì vậy các bạn chỉ nên đưa cho 3 sự lựa chọn thôi là tối đa, thì khách hàng rất dễ để lựa chọn cái sản phẩm họ mong muốn. Do vậy cái phương pháp chốt sale kiểu này rất hay, nếu ứng dụng được thêm hiệu ứng về chim mồi trong đây nữa thì nó gọi là hoàn hảo. Tôi nói luôn, đưa 3 mức giá cộng hiệu ứng chim mồi thì tôi gọi là hoàn hảo. Nhạy, ok chưa? Rồi, tiếp tục. Trong cái phần chốt sale thì những cái câu nói kiểu như thế này, điều gì là nếu như chấm chấm, hoặc là gì anh chị cảm thấy như thế nào nếu như chấm 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 chấm, được chưa? Hoặc là anh chị sẽ làm như thế nào nếu như chấm 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 chấm, thì nó rất có sức mạnh trong cái việc khai thác thông tin khách hàng nha. Tôi chỉ nói là cái này nó chỉ liên quan đến khai thác thông tin khách hàng thôi. Thực sự mà nói là nếu các bạn sử dụng những câu dạng why hoặc là how kiểu như vậy, nó sẽ kích thích khách hàng chia sẻ thông tin rất nhiều. Cái này được dạy trong phần kỹ năng đặt câu hỏi, đúng không? Kỹ năng đặt câu hỏi thì nó sẽ giúp các bạn khai thác thông tin rất nhiều. Và khi khách hàng, tôi lấy ví dụ là anh chị cảm thấy thế nào nếu như cái phần giá này em có thể can thiệp xử lý cho anh chị, thì anh chị có sẵn lòng đăng ký cái gói tập ngay ngày hôm nay không? Vậy tôi từ một cái câu để lấy thông tin khách hàng biến thành một câu chốt sale, đúng không? Vậy anh chị cảm thấy thế nào nếu như anh chị cứ quan tâm đến một mức giá mà anh chị thuê một trainer nó không có hiệu quả?
Trong khi anh chị có thể bỏ gì? Bỏ ra một mức giá cao hơn, uy tín từ một trung tâm, và lúc đó thời gian nó chỉ là 1/3 thôi. Cam kết hiệu quả của anh chị. Thì liệu anh chị có muốn gì? Mua cái gói tập này không? Đúng không? Thì đấy cũng là một cái rất này. Thì họ sẽ nói rằng, ừ thực ra nếu mà thực sự nó có kết quả như vậy thì anh nghĩ bỏ tiền ra cũng đáng. Tại vì anh cũng tập PT rồi, không thấy hiệu quả. Nên anh sang bên em, anh cũng cảm thấy hơi lo lắng. Em cảm kết với anh. Nếu như mà em không thì giúp anh có hiệu quả thì gì? Thì em miễn phí cho anh đến khi có hiệu quả thì thôi. Đúng chưa? Đúng chưa? Qua câu luôn. Chỉ có mẹ ông Trường em chơi kiểu đấy thôi. Mẹ ông nào chơi chết luôn. Đúng không? Đấy, thì đấy cũng là một cái ví dụ. Rồi. Tiếp tục. Câu nói đừng lo lắng. Đây là câu nói để gì? Để chấm dứt cái sự suy tư, suy nghĩ, suy toán của khách hàng. Khi mà khách hàng đang nghĩ là ở mẹ giá này cũng gì nhỉ? Cảo đấy nhỉ? Anh cũng thích nó nhưng mà nó hơi cảo để nghĩ đã. Thế có cái chương trình gì không em? Đấy. Thì mình sẽ sử dụng cái câu này, đúng cái thời điểm này sẽ phù hợp. Thực ra thì anh cũng đừng lo lắng về cái việc giá cả như vậy. Bởi vì thực ra là tiền thì tiền nào của đấy, đắt có sắt, đắt nó mới sắt ra miếng. Đúng không? Thì cũng, anh cũng biết là anh cũng đã từng đi tập PT rồi, nhưng 2 năm tại sao anh không có hiệu quả? Bởi cái lộ trình này đang theo nó không chuẩn. Cái thứ hai, anh cảm giác những cái cơn đau của anh như vậy là bởi vì sao? Các cái bài tập của anh nó không tương thích với cơ thể của anh. Cơ thể của anh đang gặp phải vấn đề như này mà anh tập cái bài này nó sẽ nặng hơn, lệch hơn, nhiều hơn, vân vân vân. Thế nên là gì? Khi mà anh bỏ một khoản tiền như vậy mà em lại có thể giải quyết cho anh trong 3 tháng về cân nặng của anh, trong khi mà anh mất 2 năm chưa anh không giải quyết được, thì liệu cái số tiền anh bỏ nó đâu có thực sự là đắt không? Đúng chưa? Thì đây cũng là những cái câu kết nối để mình có thể xử lý trong cái phần xử lý từ chối. Nó cũng gì? Rất là hay. Nha. Cái thứ hai nữa là gì? Các bạn sẽ thấy là có một cái ví dụ về nghiên cứu khoa học hẳn hoi nhé. Khi mà bạn đi ra, không tin ông Khôi mai thử đi ra mua hàng ở đâu đó, KFC đi. KFC hay là ở chỗ nào được mà nó bắt xếp hàng. Ông chạy con mẹ lên đầu tiên, ông chen lên đâu, xong rồi ông nói với người đứng đầu là anh ơi, anh cho em lên đầu tiên em nhận hàng trước thôi. Bởi vì là con em nó đang ngồi một mình ở ngoài xe, em phải chạy nhanh vào mua không nó đói quá anh ạ. Mẹ tôi nói ông người ta gì? Gật đầu ngay. Đúng không? Tại vì người ta hay gì? Quan trọng là cái lý do của mày là cái gì? Cái tư bởi vì nó rất có cái sức mạnh thuyết phục người khác là như vậy. Khôi bây giờ là như này. Anh muốn em đăng ký luôn cái khóa học tiếp theo. Bởi vì là cái khóa này bây giờ còn đúng một người nữa anh đủ chỉ tiêu rồi. Là anh được thăng chức rồi. Thôi mày bảng sinh của anh. Mày đăng ký cho anh phát nữa đi. Nhảy. Đăng nào nó cũng tốt cho mày. Trước sau mày học mày đăng ký cho anh đi. Khóa này có 10 triệu thôi. Mẹ kiểu gì thằng này đăng ký. Đúng không? Vì sao? Vì ông thầy ông ấy đủ chỉ tiêu ông lên chức. Mẹ có vì thôi đăng ký cho ông ấy đủ chỉ tiêu. Có giúp không? Có không? Đấy, tôi biết ngay mà mẹ mấy đứa cẩn thận tao đến tao vay tiền nhá. Nhá. Khôi cho thầy mượn 10 triệu. Bởi vì mẹ hôm nay con ghẹ nó đòi đi chơi mà thầy không mang tiền. Chết nhá. Lúc đấy nó không cho mượn đâu nhá, đừng có sử dụng ứng dụng cái phương pháp một cách bừa bãi. Thực ra tôi sẽ có một cái phương pháp gọi là phương pháp vay tiền cho các bạn rất hay. Phương pháp rút lui sau từ chối. Phương pháp bán hàng cực thông minh, đó là mình sẽ bán một gói lớn sau đó mình bán một gói nhỏ. Khôi bây giờ như này này, anh đang bị kẹt cái thẻ tín dụng của anh, nó không có xử lý được tiền đấy. Thế bây giờ như này em có 20 triệu, em cho anh mượn 20 triệu. Thì chắc là mấy hôm anh về Hà Nội anh chuyển cho em thì nó dễ được không? Mà chết anh ơi, kiểu gì mày chả kiểu anh đưa 20 triệu làm gì mà có đúng không? Đúng không? Thế thôi bây giờ mày có 1 triệu mày cho anh mượn 1 triệu anh sống tạm ngày hôm nay đã. Xong mình ra anh gọi điện cho bạn anh mà nó chuyển tiền cho anh vào cái tài khoản. Mày có cho mượn không? Trả lời thật. Đấy, tao này chết rồi. Mắc bẫy thôi. Đúng không? Vì sao mắc bẫy? Bởi vì nó thấy là cái 20 triệu nó lớn quá. Nó không có khả năng cho mượn được. Nhưng cái 1 triệu thì sao? Được, vì nó nhỏ quá. Thôi, cho ông ấy như thế thôi thì mẹ ông ấy đỡ thì đỡ mình cũng đỡ ngại với ông thầy. Rồi ông thầy vào có khăn mà mình không giữ nhờ. Thế như vậy tôi gọi là hợp lý nha. Mai ta tổng hợp đúng 50 thằng học sinh. Tôi gọi điện đúng kịch bản. Vậy ta vay 50 triệu cho mà xem. Nha, sau tối anh em lên áp mốt ở Sài Gòn chơi nhá. Ok chưa? Đấy, ví dụ như vậy. Thế nên là cái tư bởi vì này nó rất là dã man, nó cực kỳ dã man là như vậy. Thì nhiều khi nó ứng dụng luôn trong cả cái chương trình là gì? Bán hàng mà mình sẽ sử dụng cả cái key là bởi vì này trong cái việc đưa ra một gói lớn và một gói nhỏ để giúp chúng ta bán hàng dễ hơn thì tiện động dạy các bạn luôn. Còn cái câu cuối cùng ở trong đây là câu hầu hết nhưng. Cái câu hầu hết nhưng này có nghĩa là gì? Thực ra mà nói ấy, là cái câu hầu hết nhưng này là nó giống như cái câu xử lý từ chối 3F ấy. Hầu hết những người gì, lần đầu tiên đến với trung tâm của em thì đều là gì? Giật mình bởi vì giá nó đắt quá. Nhưng mà sau khi được tập trải nghiệm và nghe em tư vấn xong thì họ không còn thấy nó đắt nữa. Đấy.
Thì cái hôm nay tôi nghĩ là nó cũng không thực sự hiệu quả. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ là nó không thực sự hiệu quả và nó hơi mang tính chất là thuần về xử lý từ chối mà thôi. Đấy. Thuần về cái đấy thôi. Chứ nó cũng không thực sự là có cái gì đó đặc biệt để mạnh mẽ. Đấy. Nha. Tôi nói vậy, tôi cứ dạy cho con Dung được hay không thì tôi cũng không biết nhỉ. Thì tùy tầm các bạn thôi. Rồi. Thì trước đây chúng ta vừa mới học xong cái phần là những câu nói về mê hoặc khách hàng. Các bạn học xong phần này thì có câu hỏi gì không ạ? Bật mic lên mình trò chuyện đêm khuya phát nhỉ. Ông Thái lại bị quýt ra rồi. Ông Thái vừa chiều rồi thì đã quýt ra rồi. Các bạn. Nào có ai bật mic lên không? Thầy ơi, cái câu điều gì sẽ xảy ra hoặc là cái câu anh chị cảm thấy thế nào nếu 3 chấm nữa thì mình nên sử dụng trong cái phần nào của cái buổi tư vấn? Cái này thì thường kể cả cái câu hãy tưởng tượng nhá cũng thế thôi. Cái câu hãy tưởng tượng hoặc là điều gì sẽ xảy ra ấy, thì em cũng chỉ sử dụng cho khách hàng khi mà người ta em muốn là gì? Là để người ta suy nghĩ lại những cái chuyện trong quá khứ ấy, lúc mà người ta chốt sale mà người ta từ chối ấy. Thì em nên sử dụng những cái câu đấy. Nhưng mà em phải có thông tin của người ta. Ví dụ như anh khai thác được thông tin của một bạn ấy, là bạn trẻ con, bạn ấy đi học thì bạn ấy hay bị các bạn gọi là chú bắt giới, hay bị cách ly các bạn gái thì xa lánh. Cái thứ hai là lột áo vào gì, bắt bạn ấy cởi chân, sau đó là véo mông các bạn ấy, đúng không? Thế mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái câu vậy, câu như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu như em tiếp tục để cái cân nặng của em như vậy? Và cho đến khi mà em lên lớp, em sẽ lại gặp một nhóm bạn mới và họ sẽ lại tiếp tục đối xử với em cái kiểu như vậy. Đúng không? Thì mình sẽ nghe người ta nói cái cảm xúc của nó, bảo không, em không muốn như vậy đâu, bởi vì em cảm thấy thế này thế kia. Nó có khi nó khóc mẹ luôn đấy. Đúng không? Hoặc là gì? Chị đã từng, em xin phép nói cái điều này, có thể nó sẽ hơi nhạy cảm một chút xíu đối với chị. Nhưng mà thực tế là cái hôn nhân của chị nó đã bị đổ vỡ và chị đã từng chịu một cái sự tổn thương rất là lớn khi anh ấy nói với chị là gì? Mày thử nhìn lại mày xem bây giờ mày có xứng đáng với tao không? Tôi nói các bạn cái câu này nó có thật luôn, là bạn thân của tôi gặp đúng trường hợp như vậy. Lấy chồng xong chồng chẳng có cái gì trong tay, xong rồi nó cũng support tài chính các kiểu. Xong rồi thằng chồng nói với vợ nó y như vậy luôn. Đấy, thì tôi cũng dùng đúng cái câu đấy tôi nói với khách hàng của tôi luôn. Thế thì điều gì sẽ xảy ra nếu như chị không thay đổi cái hình thể của chị mà chị tiếp tục tiến đến một cái mối quan hệ mới và người ta lại nói với chị những câu tổn thương như vậy? Liệu chị có đủ sức chịu đựng đến lần thứ hai không? Và liệu chị có đáng phải chịu những cái tổn thương đến mức độ như vậy không? Trong khi đó chị em mình cũng hoàn toàn có thể gì thay đổi được điều đó, chỉ mất có vài tháng thôi. Chị đáng được như vậy, chị đáng được gì? Đẹp, chị đáng được yêu thương mà. Tôi nói các bạn nói bằng cái chất giọng âm điệu như vậy, nhìn vào khách hàng như vậy thì chỉ có gì? Ốp trứng mà thôi. Nhây. Mẹ trứng ốp lết luôn. Không cần phải suy nghĩ luôn. Được chưa? Thôi ok chưa? Ok ạ. Cảm ơn. Rồi, tiếp tục. Các bạn mà không thử đặt câu hỏi thì bạn sẽ không biết dùng cái phần này như nào đâu. Lưu ý cho tôi, tất cả những cái phần này thì đều phải nhìn sâu vào mắt của khách hàng, được chưa? Kiểu mình nhìn thẳng mắt khách hàng mà mình giữ một cái góc như thế này. Sau đó mình trải qua cái cơn đau và lúc đó anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói với anh rằng cơn đau này của anh là do rượu bia, nhậu nhẹt dẫn đến gì? Bệnh gút. Cuối cùng là gì? Nó gây ra những cái cơn đau biến chứng về khớp của anh như vậy. Và nếu tiếp tục ăn uống nhậu nhẹt và không vận động thể chất thì hoàn toàn anh có thể bị gì? Phải cắt đi, tháo khớp đi. Đúng không ạ? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như anh không nghe lời bác sĩ, anh không dành thời gian cho tập luyện? Liệu 1-2 năm sau anh có còn chịu đựng được như vậy không? Điều gì xảy ra, đúng không? Nếu như mà anh bị như vậy thì cái công việc hiện tại anh có duy trì được không? Vậy hãy tưởng tượng anh chỉ việc bỏ ra 6 tháng nghe em để anh thay đổi cái lối sống của anh và tập luyện. 6 tháng đâu đó mất 100 buổi 60 triệu thôi. Mỗi buổi nó chỉ mất của anh có 1 tháng mất có 10 triệu. Nó không là cái gì so với thu nhập của anh cả. Nhưng ngược lại lấy lại cho được vóc dáng, thay đổi cả cái lối sống của anh, giúp anh trở nên khỏe mạnh, hấp dẫn, tốt hơn. Thì có phải tốt hơn không ạ? Đấy. Thì mình sẽ sử dụng kiểu nó như thế thì nó sẽ ok hơn. Nó có tính thuyết phục.
Được chưa? Nobody à? Giang Vy có thể tổng hợp ý kiến của các em nhé. Hiệp có thể tổng hợp ý kiến của các em. Nếu có ai đó có câu hỏi thì có thể hỏi nhanh để không để tay chuyển sang phần khác. Một loạt anh Hậu, anh ấy tắt điện, anh đi ngủ cũng nên nhỉ. Và uống rượu say. Rồi, nếu các bạn không có câu hỏi gì thì ok, không sao cả. Chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần mới. Đó là tôi sẽ nói với các bạn một vài cái dạng khách hàng mà các bạn hay gặp ở trên slide. Thì tôi có nốt đâu đó khoảng 4 khách hàng. Thì tôi sẽ nói thêm một vài dạng khách hàng khác. Và sẽ đi phân tích cho các bạn với khách hàng đó thì các bạn nên tiếp cận họ kiểu gì. Ok. Khách hàng thứ nhất, nó là khách hàng hướng ngoại. Khách hàng hướng ngoại là khách hàng theo DISC, nó sẽ là khách hàng có tính đi và tính ai rất cao. Đúng không? Vậy ông Trương có phải là người hướng ngoại không? Chắc chắn ông này rất hướng ngoại. Đúng không? Hướng ngoại là hướng về bà ngoại, hướng nội là hướng về bà nội. Một thằng yêu bà ngoại, một thằng yêu bà nội. Đúng không? Đấy. Nó có vẻ là như vậy, tôi không biết lắm. Nên ông hướng ngoại thì ông mà lấy vợ thì ông rất thích nhà ngoại, còn ông hướng nội thì ông sẽ gì, chỉ thích nhà nội thôi. Thế tôi thấy nó cũng đúng đấy. Các bạn cứ để ý xem, tôi thấy nó cũng đúng đấy. Ông anh tôi với tôi khác nhau lắm. Tôi là tôi quý bà ngoại lắm, tôi cứ bên ngoại là tôi quý. Ai tôi quý bên ngoại quý, nhưng mà ông anh tôi chỉ bà nội thôi. Cái thân thiết ở bên ngoại không biết nói câu chuyện gì, không chơi với ai cả. Đấy, thế tôi lấy ví dụ hơi chuẩn luôn. Vậy thì đặc thù của những khách hàng này là họ sẽ nằm trong nhóm những cái tính cách như sau. Thứ nhất, họ rất có cá tính. Cái thứ hai, họ đã quyết định thì gì? Họ sẽ gì? Làm ngay. Rất thích quyết định và quyết định cực kỳ nhanh. Cái thứ ba, họ cực kỳ tự tin. Được chưa? Nên là họ thường thích nói về gì? Bản thân mình. Nhá. Họ tự tin và họ thích nói về bản thân mình rất là nhiều. Được chưa? Và họ có khả năng lắng nghe rất kém. Đúng không? Và họ gì? Họ như thế nào các bạn? Họ thích được khen. Do vậy nếu các bạn gặp phải những khách hàng hướng ngoại như vậy, thì cái việc đầu tiên là phải tạo cho họ một cái cảm xúc rất tích cực trong cái lần đầu tiên tiếp cận với họ. Nghĩa là hãy học cách gây ấn tượng đầu tiên thật tốt. Ok chưa? Được chưa? Hãy học cách gây ấn tượng đầu tiên rất thật tốt. Bởi vì những người này là những người sẽ chú ý đến các bạn từ gì? Lỗ mũi của mày đã cắt lông mũi chưa? Thì tao cũng soi. Mẹ tôi nói thật các bạn, tôi rất sợ ông nào mà để lông mũi thò thì tao còn mũi trông kinh lắm. Tôi nên là lúc nào phải vệ sinh từng cái tiểu tiết một. Mình nói vui vậy thôi, tại vì những người này là những người rất kỹ tính về mặt gì? Ngoại hình. Nên nếu như các bạn xuất hiện với một cái phong thái không tốt, trang phục không tốt, đầu tóc các kiểu không tốt, họ sẽ đánh giá các bạn và sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc của khách hàng. Và đã ảnh hưởng đến cảm xúc thì những người này rất cá tính, họ không thích là không thích luôn. Lúc đấy họ đã không thích bạn nói cái mẹ gì thì nó cũng kỳ, not good. Cái yếu tố thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý, cái việc đầu tiên nó là xuất phát gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Mình gặp gỡ. Cái thứ hai là bạn phải chuẩn bị theo quy trình thật tốt nhé. Phải có quy trình thật tốt. Vì sao? Thực ra những người này thì không đánh giá và tiểu tiết về mặt quy trình các bước. Mà những người này người ta nhìn thấy bạn có, ví dụ bạn đi tư vấn, bạn có cả một cái file, một cái profile đầy đủ thông tin, người ta thấy bạn cầm cái đấy thôi là người ta bị ảnh hưởng. Bởi vì trong mắt những cái người hướng ngoại, cái thằng nào giống mình là thằng đấy gì? Nguy hiểm. Trông thằng đấy nó nguy hiểm. Tôi mà thấy thằng nào ăn mặc lịch sự các kiểu, mẹ thắt đóng thùng các kiểu, đứng chỉnh sơ mi tay áo như này, thắt cà vạt như này, mình cảm thấy thằng này trông có vẻ kinh đấy nhỉ. Cuối cùng nó nói hai câu phát mình phát hiện nó không kinh, thằng này không có kinh. Nói ra nó cũng không có kinh đâu. Thế nhưng mà cơ bản là cảm xúc ban đầu thì nó thế. Nên là nhớ các bạn phải chuẩn bị file biểu mẫu thật tốt. Nhưng mà cái thằng này lúc chuẩn bị file thì phải chú ý cái file của mình. Nó phải sạch, nó phải mới, nó phải gì? Phẳng phiu. Giấy tờ ở trong đó nó cũng phải chuẩn chỉ. Còn nó cũng chẳng quan tâm đến nội dung trong đấy đâu. Nó có thấy đẹp, thấy gì? Hấp dẫn là nó gì? Phán rằng phin luôn là mẹ thằng này có vẻ là gì? Xịn đấy, không phải dạng vừa đâu. Đấy, thế thôi. Thằng này nó có một cái hay, nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Hình như ông nào vẫn đang bật mic để tôi tìm rồi đó. À, tắt rồi. Ok. Tiếp tục là những cái ông này, cái lưu ý thứ ba là trong chốt sale mà khi mà bán hàng cho mấy ông này là phải làm gì?
đó là phải trình bày thật ngắn gọn, đi nhanh vào cái vấn đề. Đây, cái dịch vụ của bọn em nó sẽ có cái ưu đãi như thế này. Khi anh sử dụng dịch vụ này, anh sẽ được 1, được 2, được 3, được 4, được 5. Đấy, anh được 5 cái yếu tố như vậy. Và trong cái ngày hôm nay thì anh đăng ký dịch vụ, bọn em sẽ có một cái offer ưu đãi cho anh là như này. Và thường, ông đấy sẽ hỏi, thế mày có cho tao thêm cái gì nữa không? Ngoài cái gì có, nghĩa là mình chuẩn bị gì? Một cái backup đằng sau để lỡ người ta từ chối thì bạn xử lý được ngay. Thì khả năng cao những người này là phải chốt sale ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu như mà bạn đi tập người ta ngay buổi đầu tiên, người ta tập thử xong thì cũng nên chốt sale ngay, bởi vì lúc đấy là lúc cảm ứng nó gì, nó tốt nhất. Và thực ra tôi nói các bạn, những cái người như vậy nó sĩ diện cao lắm, nên khi mà bạn dạy người ta xong có không tốt, nó không bảo các bạn là không tốt đâu, mà nó sẽ bảo là ôi anh thấy ok lắm, tập sướng thoải mái lắm, mặc dù gì nhăn nhó, bởi vì người ta tính sĩ diện cao mà, người ta cũng không giỏi từ chối. Và khi mà những người này từ chối chốt sale ấy, thì hãy sử dụng phương pháp là phương pháp thái giám. Tôi gọi là phương pháp thái giám, tôi nói vui các bạn thôi. Nó là phương pháp nịnh bợ. Thôi anh ạ, anh giúp em. Đằng nào em cũng phải đăng ký gói tập này. Bây giờ anh giúp em đi, để cho em hoàn thành chỉ tiêu công ty. Mẹ có khi là đàn ngày. Hiểu không? Nghĩa là ngoan thì cái gì bố mày cũng cho. Hiểu không? Lao lao là bố mày cũng cho đâu. Đấy. Thì mình nói vui với các bạn ấy là trong trường hợp lầy nhất thì sử dụng cái phương pháp thái giám mà tôi vừa chia sẻ thì khả năng chốt sale cũng rất cao với những khách hàng hướng ngoại như vậy. Rồi, thế với những khách hàng yêu bà ngoại thì mình cũng hiểu rồi. Thế bây giờ mình trở về khách hàng mà yêu bà nội. Tôi nói các bạn rồi là yêu bà nội là gì? Là cuối cùng lại ôm mẹ thôi, ôm gia đình như thôi. Thực ra nói vui vậy thôi, những khách hàng này nó thuộc nhóm gì? Nhóm C và nhóm gì? Nhóm S. Nên là những khách hàng này thường họ gì? Chậm ra quyết định. Được chưa ạ? Họ rất chậm trong cái việc ra quyết định. Họ không giỏi đưa ra cái lời từ chối đâu. Nhé? Họ không bao giờ đưa ra lời từ chối ngay. Nên là họ đều đưa ra cho mình một cái đáp án là gì? Để anh về suy nghĩ. Mai anh trả lời. Và mai của anh ấy là sau 20 năm sau. Thì vẫn không về anh ấy đâu. Được chưa? Đấy. Thì phải lưu ý cái đấy cho tôi. Những cái ông này là những cái ông mà gì? Ông rất chậm. Nên là cái luồng thông tin bạn đưa vào tai của họ ấy, cũng phải đưa một cách từ từ. Được chưa? Và bạn không nên nói quá nhiều với những người như vậy, mà thay vì như vậy bạn hãy cho họ trải nghiệm nhiều hơn. Ví dụ như từ ít thôi cho nó đi hợp pháp thì nó sẽ mua được ngay. Còn mấy cái ông nhóm đi vào nhóm ai thì nó thích, gọi là nó thích bằng tai, yêu bằng tai, nên mình cứ thủ thỉ bằng tai là nó thích. Tôi lấy ví dụ như mà tán một cô gái mà có nhóm tính influencer cao ấy, tán dễ cực kỳ. Tán dễ cực kỳ, chỉ cần nói chuyện hay thôi, ngọt thôi là kiểu gì cũng đổ ngay. Tôi thì tôi chưa thử đâu. Có dịp thì tôi sẽ thử, nhưng mà bây giờ tôi chưa thử được. Nên bây giờ tôi mà thử thì tôi bị đuổi ra khỏi nhà, nên tôi không thể thử được. Tôi khôi có khi mày thử cho thầy xem nhỉ. Đấy, cái mấy cái cô nhóm D và nhóm I này thì chỉ cần táng vào cái việc nói tốt là nó lọt cái tai thì nó sẽ lọt xuống tận gì? Tận túi quần. Đấy, yên tâm là như vậy. Nhưng mà cái nhóm C và nhóm S thì nó không có được như thế. Nó chỉ thích gì? Ừ, mày nói ít thôi, bố mày biết rồi, cứ để bố mày trải nghiệm, bố mày tập thử cái đã, xem như nào. Vì sao? Vì lão nó lát chậm, vì nó không muốn đưa ra quyết định nhanh. Nên là gì? Cứ tập trải nghiệm xong ok thì nó làm sao? Nó múc, nó chốt tôi chứ còn làm sao? Vậy cơ bản cái thằng này có hai thứ. Một là gì? Tiếp cận chậm, đừng có vô vập, hiểu không? Thấy một cô gái nội tâm như thế mình nhảy vào, chào em, anh xin số điện thoại của em tối nay mời em đi xem phim, xong chén. Mẹ nó chạy mất dép luôn, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tôi nói các bạn gặp một cô nhóm đi và nhóm ai, chào em, anh làm quen, nó thích các bạn rồi thì nó bảo tối nay đi chơi đi anh. Tối nay nhà em thì không có ai. Cứ đúng không? Cái này là thực tế luôn. Họ gì? Họ open cực kỳ luôn. Đấy. Nhưng mà cô nhóm C, nhóm F, cô nhóm hướng nội là phải sao nhở? Đầu tiên là mình phải quan tâm, mình phải chăm sóc, mình phải gì? Động viên, mình phải dẫn đi chơi. Ban đầu mình chỉ nắm tay thôi. Tuần sau thì mình nắm cả chân. Tuần sau nữa thì nắm cái gì thì nắm. Thì đấy, nó mới được. Đấy. Thì cơ bản bởi vì họ gì? Họ rất cẩn trọng, họ sợ rằng cái quyết định của họ đưa ra trong cái thời điểm đấy nó là sự sai lầm, nó là cảm xúc. Nên họ không bao giờ đưa ra quyết định nhanh. Họ đều phải trải nghiệm từ từ. Vậy bạn đi hẹn hò, bạn đi chơi, bạn đi ăn, bạn quan tâm những thứ nhỏ nhất đó mới để khiến họ có thêm dữ kiện cho rằng bạn thực sự họ chứ không muốn. Vậy bán hàng cũng vậy. Họ muốn biết là bạn thực sự quan tâm đến sức khỏe, cái mục tiêu của họ hay là bạn quan tâm đến gói tiền của họ. Vì thực tế cuộc sống bán xong thì kệ mẹ khách hàng rất nhiều. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi thì smile up lên. Bánh miệng lên và giờ say ogia cho tôi phát xem nào. Rồi, ok. Đấy, thì đấy là bà nội.
Khách hàng mà yêu Bà Nội như vậy thì các bạn phải nhớ cho tôi là nhé, hãy chuẩn bị từng bước theo quy trình và phải có cái bước giải thích về quy trình một cách cặn kẽ. Và bước 1 ngày hôm nay thì anh đến đây, em sẽ lấy các cái thông tin của anh. Cái bước này mất khoảng độ 10 phút, nó có 3 cái loại thông tin. Thông tin thứ nhất là thông tin cơ bản về mục tiêu và nhu cầu. Thông tin thứ hai là em đánh giá cái khả năng tham gia hoạt động thể chất của anh. Và thông tin thứ ba là em kiểm tra huyết áp tim mạch. Sau khi có 3 cái thông tin này rồi thì em xin phép mình chuyển sang bước thứ hai là bước Fitness Assessment Test, nghĩa là phép kiểm tra đánh giá cái tình trạng cơ thể của anh, xem có phát hiện những cái sai lệch gì không. Cuối cùng em sẽ kiểm tra thể lực của anh. Sau khi ổn rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ ngồi lại chỉ ra những vấn đề mà anh gặp phải. Từ đó em sẽ xây dựng cho anh một cái chương trình huấn luyện dành gì? Only you. Đấy, dành riêng cho anh mà thôi. Thi thoảng thì em vẫn copy cho thằng khác. Đấy. Rồi. Thì khi mà các bạn giải thích cho người ta một cách cặn kẽ theo quy trình như vậy và trong cái quá trình như vậy thì những cái người nhóm C và nhóm F, vì họ ít nói nên tai họ nghe rất tốt và mắt họ nhìn thì gì? Thì rất là kỹ. Còn cái loại mà nói nhanh như tôi ấy, thì mắt nhìn thì cũng ẩu và gì? Tai tôi nghe cũng gì? Điếc. Thế nên là mẹ mày tôi không quan tâm đâu, tôi chỉ thấy nó trông thằng này đẹp trai, trông con này xinh gái ngon, nói gì bố cũng nghe. Nhưng mà mấy cái đứa kia thì nó nhìn cho mày tận gì, chân tơ kẽ tóc, được chưa? Và nó nghe thì nó nghe rất kỹ, thế nên là các bạn phải hết sức cẩn trọng với những khách hàng như vậy nhé. Ok con dê. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình đến cái loại thứ ba, nó là cái loại do tự khách hàng là khách hàng do tự. Các bạn mà xem phim Anh Hùng Xã Điêu thì bạn sẽ biết nhân vật là nhân vật do dự. Nhân vật này là yêu đến chục cô, mẹ chọn một con thôi, nó mãi nó không chọn được thì cuối cùng là nó chọn cả tất. Đấy, thì tôi gọi là khách hàng do dự. Được chưa? Chắc là họ Đoàn đến từ đại lý. Cái khách hàng này thì như sau. Họ thường là không dám đưa quyết định. Thực ra nhé, con người ấy, nhân viên cũng thế thôi. Các bạn sẽ để ý là khi bạn rủ ai đó làm kinh doanh ấy, mẹ nó cũng thích lắm, cái gì nói nó cũng thích. Chỉ có một cái chi tiền là nó gì? Nó không chi. Không phải là nó tiếc tiền đâu mà nó sợ gì? Nhỡ mất thì sao? Đúng không? Cái thứ hai là bạn rủ thằng mày bỏ mẹ việc ra làm kinh doanh với tao đi. Nó bảo, ừ tao cũng thích đấy. Bây giờ cứ làm này mãi không được đâu. Này có khi là mình phải đi kinh doanh nhỉ? Khi kinh doanh nó mới giàu được nhỉ? Thế nhưng mà đến lúc khi kinh doanh thì sao các bạn? Mẹ nó lại không dám nghỉ việc bên kia. Phải nhỡ mà kinh doanh xịt thì bố mày lại không có cái gì để mà ăn. Đấy mẹ tôi nói các bạn. Mấy cái thằng đấy ma giáo lắm, cực kỳ ma giáo luôn. Nên làm việc với thằng đấy rất mệt, nhưng không sao. Mẹ khó thì gì, nó mới ló ra cái khôn. Mẹ mày khôn quá thì nó mới thành phải có găng trị thằng khôn, phải không? Thì những thằng đấy các bạn nên đưa cho nó cái sự cam kết nha. Bán hàng với những khách hàng do dự thì có hai cách. Một là bán hàng bằng cam kết, nghĩa là gia tăng những cam kết về mặt hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Cái thứ hai là các bạn bán bằng cái chương trình là gì, là promotion, hoặc là những cái chương trình mà nó chỉ gì mang tính chất khan hiếm. Nếu hôm nay anh không mua thì ngày mai em vẫn bán. Đấy, thì những chương trình kiểu như vậy thì nó sẽ kích thích khách hàng tốt hơn nhé, có tính khan hiếm. Ông cô ấy ra một cái chương trình, em nói thật với anh, hôm nay là sinh nhật con người cũ em đấy. Em bán cho anh cái chương trình này một năm mới chỉ một lần thôi. Em bán cho anh đúng cái chương trình này thôi, anh không mua là không còn nữa đâu. Đấy, nhưng không sao, ngày mai anh đến thì em lại có con người yêu cũ thứ hai, nó gì, nó sinh nhật em lại bán cho anh. Đấy, thế thì bỏ mẹ. Được chưa? Vậy nhớ chốt với khách hàng do dự phải chốt dựa trên promotion, chương trình khan hiếm. Tôi sẽ bật mí với các bạn một chút cái cách mà tôi tạo sự khan hiếm nó hơi khác người nhỉ. Có khi tôi dùng cái từ nó mẹ hơi khác người. Tôi nói với khách hàng tôi như này này. Em nói thật, nghĩa là tôi làm một cái kịch bản bán hàng rất thông minh. Là khi mà lần đầu tiên gặp khách hàng đến lúc chốt là tôi đã định nói cái gì rồi. Mà tôi biết ngay khi tôi hỏi là chị đi tập vào khung giờ nào, bà phang câu 5 đến 7 giờ. Mẹ hoặc 6 giờ sáng bố chịu. Vì sao giờ đấy là giờ vàng. Thì tôi bảo là nhưng mà hôm nay là thứ bảy chủ nhật thì chị tiện chị đi vào giờ của em thôi chứ còn sau này chị tập vào giờ đấy. Nhưng mà ok. Ok mà phải đơn giản, chị cứ tập đi. Đến khi mà tập xong 2 buổi ấy, thì tôi không chốt sale các bạn ạ. Tôi làm một cái chiêu rất ma giáo như này, tôi bảo thì tôi nói với họ là tôi tâm sự họ trước. Công việc của chị thì có bận rộn không? Có hay phải đi công tác không? Thì chị cũng tâm sự các kiểu kể luyện, kể chuyện tình yêu, tình báo, họ hàng hốc các kiểu này ra. Đúng không? Này còn mỗi đốt chị thì như này mà ngày mai mẹ chị được trúng lô nó như này. Đấy. Thì sau khi mà chị kể một đoạn câu chuyện tôi cũng phải tranh thủ tôi kể chuyện. Tại vì tôi rất giỏi về kể chuyện. Đấy các bạn thấy không? Tôi dạy các bạn, tôi toàn ngồi kể chuyện với các bạn thôi. Trông như du với đứa trẻ con đi ngủ ấy. Đấy. May quá, có mỗi cô Black kia cô ngủ rồi chứ còn không ai ngủ. Thế thì
Tôi kể mấy cô ấy câu chuyện, tôi bảo là nghề vì gì bọn em nó vất vả chị. Dạy em nó thật chị, em dạy từ 5 giờ sáng em đồng khách. Dạy suốt một mạch, có hôm em dạy 6 tiếng em chẳng được ăn miếng mõ nào chị ạ, khổ lầm lắm. Xong thì toàn em nói chị này, giờ tôi giờ cái điện thoại ra, tôi giờ cái check list. Sáng em dạy chị Minh, chị Huyền, chị Nga, anh Dũng, anh Tuấn, em dạy từ lúc 5 giờ sáng mà nhà cách đây 16 cây em đến đây. Mà em chưa đớp được phát nào chị ạ. Có khi là dạy xong đến mãi phải đến 2 giờ em mới đi đớp được phát. Em mới đi ăn phát cho nó khỏe. Đấy xong em lại dạy một mạch đến tận gì mẹ 10 giờ tối em mới được về. Nói thật chị khổ mệt. Nhưng mà chị thấy không? Em chống có mỗi cái khung giờ gì hôm nay thôi. Cái khung giờ này đáng ra em ăn xong em đi ngủ giấc, ra quán cà phê uống cà phê ngủ giấc. Không đuối lắm chị ạ. Em nói thật với chị là chẳng dạy khách nữa đâu. Tại vì mệt quá, rồi nhiều khách quá, bây giờ dạy nhiều ai cũng đòi. Mà ra mẹ mình không biết là mẹ mình có đông khách không, mặc dù đéo có tăng nào đâu, nhưng mà miệng chém cứ như thật. Mẹ mình cứ chị Huyền, chị Ngà các kiểu nổ tung tóe. Tôi nói các bạn luôn, bận lắm chị ạ. Đây xong tôi lại dơ một cái file ra, trong cái file có gì, có đúng mẹ luôn 20 cái khách hàng đấy. Em nói chị đây là chương trình của chị Huyền đấy, tí chị đến phát em chỉ dạy luôn. Sau này mà chị mà có tập ấy thì thằng nào phải bảo thằng mình đi đến làm profile giống em như này, là sau chị đến phát là dạy chuẩn luôn đấy. Chị bảo thế tôi cứ tập xong nói, tôi hôm trước tôi nói xong hôm sau tôi không nói gì nữa. Tôi bảo thôi chị ạ, em dạy chị được 2 buổi, công ty nó được miễn phí 2 buổi, thôi em xin phép về em lấy thông tin chị, em thiết kế chương trình em gửi vào email của chị. Sao chị tự tập, em không dạy chị đâu, em không dạy chị đâu, tại vì bận lắm chị. Bây giờ còn mỗi cái giờ này để mà ăn uống thôi, chứ bây giờ mà dạy chị chắc em chết khô máu luôn chị. Uống nãy giờ khô, chẳng được miếng thịt nào vào mồm này, nó vã lắm với chị đấy. Em cứ lên một bài cả thôi, thôi chị nhé. Mà nếu mà chị có nhu cầu PT thì chị bảo em giới thiệu chị thằng PT. Nó cũng dạy tốt lắm đấy. Em lên chương trình cho xong nó dạy cho chị, yên tâm chứ giờ này thôi em chịu, em chỉ đi ngủ đây mệt lắm rồi. Thì các bạn biết không? Khách thích mình rồi mà, phê rồi. Lúc đấy bảo này mẹ thằng kia, mày đem con bỏ chợ à, mày chị dạy mày tư vấn chị, mày phải dạy chị. Không, em không dạy chị đâu, nhà báo việc bận lắm, có tí thời gian để ngủ em dạy chị chết. Không, tao không biết đâu, mày chỉ phải dạy tao. Không, nhưng mà em không dạy đâu, mệt lắm. Không, mày phải dạy tao, mày không dạy tao tâm được các. Ừ thế thì thôi ký đi. Quay lại, ừ thế thử ký đi, 100 buổi đi, ok. Không thôi em cố thêm tí vậy đấy. Các bạn định dùng chưa? Thì đấy nó là nghệ thuật tạo sự khan hiếm mà các bạn chẳng bao giờ phải giảm giá. Nhưng mà đúng là cái khách hàng đó thấy bạn phải thấy bận thật, bởi vì bạn có không bận thì bạn cũng phải thấy trơm cho nó gì, nó bận đúng không? Mẹ cái bọn trẻ trâu bây giờ mẹ tôi thấy rất ghét. Tôi nói các bạn này, hẹn gái đi chơi ấy, mà nó đồng ý đi chơi là nó thích thì nó mới đi chơi. Nó mà không thích mà anh ơi bận lắm, nhà bao việc anh ạ. Giờ cuối năm thì bận lắm, để khi khác lần sau hẹn nó lại anh ơi em bận lắm được. Thế mẹ cái loại mà nó thích thì sao, hẹn phát nó phì đến ngày. Tôi nói các bạn là có khi mẹ nó đặt sẵn khách sạn luôn đấy. Nên con trai đi ra ngoài phải hết sức cẩn trọng nhé. Phụ nữ bây giờ lưu manh lắm, nguy hiểm lắm đấy. Thì tôi lấy ví dụ là như thế. Thế thì người ta thích rồi thì kiểu gì người ta cũng chiến. Kể các bạn nói với khách hàng là bạn không dạy nhưng người ta đã thích các bạn rồi thì kiểu gì người ta cũng gì cũng mua, đúng không? Thế nên là mình phải thể hiện là gì? Mua thì mua mà không mua thì mua, đúng không? Đấy, thì mình phải dùng cái chiều nó gọi là chiếm chiều kiểu đấy thì khả năng bán nó cao nhé. Rồi đấy, kể xong câu chuyện mẹ mệt hết cả hơi, uống cốc nước phát nhỉ. Có ông nào là ngáp ngủ hay là người yêu dục đi ngủ chưa? À, có không? Không có đúng không? Để mình tiếp tục nhé. Này ông Bắc Vân à, Ngọc Duy đâu rồi? Hoàng Nguyễn này, Huyền đâu rồi? Mẹ Huyền, Huyền Dior đang Tùng Nguyễn đâu rồi? Em lên đây. Đây à? Úi rồi, mẹ cứ tưởng các ông ngủ rồi, mẹ con phải bật quả cam lên cho anh em mình nhìn nhau cái cho nó phấn khởi nhỉ? Không ý kiến gì cả, chết thật. Năm mới này sắp tới là mẹ một năm mới tới mới được gặp nhau đấy, đùa đâu. Nha. Cứ giảng đi em vẫn nghe mà. Hôm nay đang xấu trai rồi ạ. Thế mình thằng này lại thiếu tự tin rồi. Mình cũng phải mặc quần thủng đít thì mình vẫn phải tự tin là mình đẹp trai mặc dù là mình xấu. Đúng không? Đấy, làm gì đang nghe em. Anh ơi, đã đi ngủ đâu. Cái có khi hai đứa này nó cũng tắc cảm, có khi nó liên quan đến nhau anh em. Rồi tiếp tục nhá. Khách hàng bảo thủ thì thấy đứa nào tắc cảm có khi ở gần nhau cũng nên nhỉ. Rồi, khách hàng bảo thủ là cái loại khách hàng như thế nào? Mẹ đây nó là thuần đi. Tôi nói các bạn, thuần đi luôn. Khách hàng bảo thủ là khách hàng kiểu này. Nó có hai kiểu. Một là cái kiểu khách hàng nó cứ thích tỏ ra là cái gì mình cũng biết ấy. Đúng không? Các bạn thấy cái kiểu khách hàng này thực chất nó đúng hơn là khách hàng bao hoa. Nhưng mà bởi vì cái bao hoa nó hơi quá nên đâm ra mẹ ông nói cái đéo gì ông bảo là gì. Ủa đấy mẹ, chị cái này chị biết đấy. Cái này chị biết rồi, mặc dù chị chẳng biết cái gì hết luôn. Chị cứ nói như đúng rồi, giá PT này đắt quá mà không đúng rồi, chị tập ở Cali giá nó 300 thôi.
Cali chị tập suốt cái năm nay rồi bọn bàn ra kiểu gì ấy nhỉ? Đấy, đấy là một kiểu. Cái kiểu thứ hai là kiểu như này. Tập yoga tốt lắm em. Tập yoga nó giúp mình trẻ lâu, nó giúp mình đẹp, eo thon, mông to, tốt lắm. Nhưng mà thôi đấy, lần này chị rảnh quá, chị mới đi tập gym thôi. Đấy, thực chất là chị béo vãi rồi, nên chị mới đi tập gym để giảm béo. Nhưng chị cứ mở mồm ra chị nói về yoga, bởi vì chị tinh thông mẹ yoga đấy. Ví dụ cái cô thể lực vàng này, cô ấy tinh thông yoga lắm. Mẹ cô ấy có cả chiều mẹ mày phi châm tâm trưởng, mẹ châm cứu, châm các kiểu, mẹ chọc chỗ nào chết chỗ đấy. Đấy, đúng không? Đấy, đấy ví dụ thế, mẹ mấy cô ấy cô nâng cao lắm, mẹ đấy, anh tập yoga tốt lắm, các kiểu này nọ. Thì các bạn biết là có một cái sự thật ở trong cái ngành fitness này, là những cái ngành bảo thủ này thường xuyên rơi vào cái lớp Rubik và yoga, bởi vì nó có một cái gì đó mà cái trường phái mình gọi nó giống như một cái ma giáo ấy, nó gọi là chưa giờ gọi là một cái tà giáo ấy. Mẹ nó đã chui vào trong đấy, nó không đi ra nữa, nó không đi ra nữa. Nếu mà các bạn thực sự gặp phải những khách hàng như vậy thì tuyệt đối các bạn không được chê họ nhé. Thứ nhất là đừng có chê nó, và chị tập yoga như yoga là không được đâu, là không được chê. Cái thứ hai không được chê mẹ chị không tốt, không được chê mặc dù là nó không tốt thật. Vì sao tôi nói các bạn nó không tốt? Bởi vì này này, thứ nhất mình phải xét về cái trình độ của thằng giáo viên ấy. Người Việt Nam mình xính ngoại, cứ xính mấy cái thằng chồng nó Tây Tây tí mà đây nó đéo phải Tây, mẹ nó lại Á không phải Tây, Ấn Độ nhỉ, nó chỉ có đen thôi mà nó hôi thôi, chứ nó trông giống Tây thôi, nó lại không phải Tây. Mà mấy chị Việt Nam mà thấy Tây, cứ thấy Tây Tây là nghĩ là đến mẹ nó to, trông là xấy sơn nó thích hướng ngoại. Tôi nói các bạn, thích hướng ngoại có khi nó không ngon bằng Việt Nam đâu, mẹ Việt Nam thơm, thì Tây nó hôi lắm, Ấn Độ nó hôi lắm, nhưng mà các chị thích đấy. Thì tâm lý của chị là các chị xính ngoại, nhưng mà thực chất đấy, ở bên Ấn Độ thì nó giống như cái môn thể dục buổi sáng của bọn nó thôi đấy. Mà nhiều thằng đấy nó chẳng học hành gì về khớp, khiếp cơ xương khớp đâu. Tôi nói các bạn này, về đấy là mẹ chân đất leo cột, thoảng buồn cứ đứng thế, các chú đứng ở trên cột mẹ trông như kiểu hàng lòng thập bát trưởng nó luyện. Mấy thằng nó quay cái cột cái thi nhau treo thân ở cột thế thôi, nó không làm gì đâu. Tại vì Ấn Độ nó nghèo lắm. Tại vì mấy cái chị khách của tôi ấy, thì khi mà đi sang Ấn Độ ấy, thì sang thăm nhà mấy thằng đấy nó nghèo kinh khủng khiếp luôn, không có tiền. Nên là với chúng nó mà sang Việt Nam được là cực kỳ hạnh phúc. Ấn Độ mà sang Việt Nam là sung sướng lắm, sung sướng cực kỳ luôn. Mẹ mày tiền thì tiêu 25-30 triệu kiếm thoải mái nuôi cả nhà, đúng không? Xe máy các kiểu phi âm ầm đi ra ngoài đường, không có đội mũ mặt vênh như mặt thớt, thỉnh thoảng được một chị nuôi, tối về ngủ với chị. Đấy, bọn Ấn Độ nó có cả một cái group hội như vậy luôn đấy, nó tuyên truyền với nhau như vậy. Thế thì cái chất lượng nó kém, bởi vì sao? Bởi vì trình độ nó đâu có đâu, nó có thi cử gì đâu. Nó chỉ mắc Ấn Độ mấy thằng 16, 17 tuổi nó đã trốn Ấn Độ sang Việt Nam, nó đi dạy làm thầy rồi. Bố tiên sư nó, mẹ nó đang độ tuổi dậy thì chưa tới mà nó đã làm thầy của mình rồi. Thì tôi nói các bạn thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà dạy khách hàng. Cái thứ hai nữa là gì? Cái khách tập yoga của Việt Nam mình ấy, thì mẹ mình, cái bà 60 tuổi nó cũng khuyên vào yoga. Tôi nói các bạn biết tại sao người Việt Nam ngu không? Bà này bị viêm phổi, uống cái thuốc phát thì viêm phổi nó cũng gây ra ho. Uống thuốc phát thì gì, bảo mẹ uống cái thuốc này tài lắm, hết ho. Thấy một thằng ho mà mày uống thử đi. Nó uống xong bảo em uống đéo thích gì cả. Còn đứa nó cũng dính viêm phổi nó hợp thì uống, nó bảo bù em ho em gì, em thấy uống đỡ đấy chị ạ, em cảm ơn chị. Đúng không? Thế xong nó lại đi nói 100 thằng khác, cứ thằng nào ho thì bố mày tán cho mày cái thuốc đấy. Thế chứ mẹ. Đúng không? Cái giống nó lại như vậy. Nên là cái người Việt Nam mình bảo bọn nó bảo là gì? Mẹ ngu. Vì sao ngu? Bảo mày cứ đi tập yoga đi, về mẹ nó đỡ đau lưng lắm. Chị thoát vị đỡ đệm, chị tập xong đỡ đau lưng. Thế mà số liệu trực tiếp của ông bác sĩ, ông anh tôi, thì cái bệnh nhân khám mà do thể thao ấy, thì mẹ toàn thoát vị đỡ đệm là do đi tập yoga, toàn do yoga. Đúng không? Mà tại sao lại như vậy? Bởi vì này, cái thằng 30 tuổi, cái thằng 50 tuổi, cái thằng 60 tuổi nó khác nhau, đúng không? Cái độ linh hoạt, mobility của nó khác nhau. Thầy mất ngồi mẹ lên đài khách để ép cho nó dẻo, mẹ chết cụ mày luôn, đúng không? Chết là cái chắc chứ còn gì nữa. Chống làm sao được, chưa kể nó mắc sai lệch về tư thế. Mày đâu có biết khái niệm về mở khớp, mày dạy đứng tay anh tình. Cái thứ hai là nó bị bệnh mày đâu có biết đâu. Mẹ mày người mấy ông bà Việt Nam biết tiếng Anh đâu, mà mấy thằng đấy nói tiếng Anh có sõi đâu. Ra bảo lại lower back pain please, nó đâu có hiểu lower back pain là gì. Mẹ nó từng lại no again đi bỏ mẹ. Đấy ví dụ đấy, nghĩa là tiếng Anh nó không có tốt, rồi giao tiếp nhau không chuẩn, vì nó không hiểu bệnh lý của mình, nó dạy giống hệt nhau thì là chết. Nên là gì, những cái khách đấy mẹ rất dễ bị chấn thương, tôi nói các bạn. Nhưng mà mình lại không nên gì khuyên người ta là bỏ yoga, tại vì mình đéo khuyên được, tại vì nó là một cái gì tà giáo rồi, một cái ma giáo rồi, rất kinh điển. Thực ra tôi nói các bạn nó rất tốt, nhưng nó chỉ tốt khi các bạn tập đúng thôi. Gym cũng thế, chẳng có cái gì xấu cả, quan trọng mày có tập đúng hay không.
nhưng đa phần ở Việt Nam là tập không đúng, thế nó mới dở hơi mẹ đấy. Thế nên là các bạn phải khen những cái khách hàng như vậy, và em thấy yêu hạt tốt lắm, nhiều chị bên em tập là cũng phấn khởi lắm, về nhà chồng quý lắm, hạnh phúc lắm, nhu cầu lên cao lắm đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà chị ạ, chị nếu mà chị muốn tập tốt mà đẹp được hơn nữa, cơ thể của chị mà săn chắc một tí nữa thì chị phải tập tạ một tí, thì em thấy nó gọi là hoàn hảo đấy. Nghĩa là vì bố đấm sang bố gì bố xoa, đúng không, chứ mày cứ đấm nó từ đâu đến cuối nó sưng hết cả mặt ra thì nó không nghe mình nói cái gì nữa đâu nhá, nhớ chưa. Đấy thì đấy tôi nói với các bạn là khách hàng bảo thủ. Rồi một kiểu khách hàng nữa nó gọi là khách hàng nóng tính. Thôi rồi bây giờ chị có tí thời gian đấy, mày xem là mày báo giá chị ok chị mua một ghế thôi. Thì cơ bản những cái khách hàng nóng tính nó chỉ quan tâm đến trọng tâm của vấn đề, mà thường nó rơi vào nhóm đi. Đấy, nó cũng rơi vào nhóm đi. Thì những khách hàng đấy tuyệt đối không được báo giá cho khách hàng ngay lập tức, bởi vì nếu có báo giá là các bạn sẽ bị fail. Mà khách hàng đó bạn phải thực sự tìm ra cái mối quan tâm cơ bản của họ là cái gì. Thì tôi thường gặp phải những khách hàng đó thì tôi nói với họ là cuối cùng thì cái điều mà chị quan tâm ở đây nó là gì. Chị quan tâm đến một cái gói tập nó giúp cho chị giải quyết vấn đề tư thế không bị đau lưng, hay chị quan tâm đến một gói tập giá nó rẻ nhất có thể. Nếu mà chị quan tâm đến giá một gói rẻ nhất, em nói thật em không có gói giá rẻ nhất. Em chỉ có gói theo đúng lộ trình huấn luyện mà thôi. Còn nếu chị muốn mua gói rẻ 200.000 một buổi, em có thể thuê PT cho chị được. Nó chỉ có điều nó không phải là em thôi. Chị có thể thuê có tất cả nhưng gì? Không có em. Đấy. Chị có thể mua được tất cả nhưng chị không mua được em. Đấy. Thì tôi hay phân tích kiểu như vậy. Nghĩa là tôi muốn họ suy nghĩ đến việc là họ đang cần một cái giải pháp hay là một cái gói tập giá rẻ để tôi tư vấn cho họ. Tôi lấy ví dụ. Hoặc là tôi tìm cho họ cái mối quan tâm cơ bản kiểu như này. Trường ơi con chị đấy, thế bây giờ mày xem nào, mày ok báo chị có 100 buổi bao tiền, ok chị mua không thì thôi nhảy đỡ mất thời gian. Ok. Rồi ok mà, được mà. Thế bây giờ mà hỏi chị này. Em chị có 10 phút hôm nay thì đúng không? Em xin phép trao đổi đúng 10 phút. Sau đó chị em mình nói chuyện tiếp. Thứ nhất là con chị thì bị bàn chân bẹt, đầu gối thì trụ, hông thì bị lệch và lưng thì bị vẹo hình chữ C và cổ bị đẩy về phía trước, vai thì xoay. Tại sao nó bị như vậy? Vì hai lý do. Thứ nhất là nó có sở thích là chơi game trên iPad và nằm ở cái ghế sofa của nhà chị. Mà em cái ghế đấy nó là ghế mềm. Mà em biết tất cả những người có thói quen nằm ghế sofa mềm thì đều rất dễ bị vẹo cuộc sống. Rất dễ. Và thằng bé từ bé đến giờ nó đều thích nằm ở sofa mà chơi iPad thôi. Cái thứ hai là nó hay chơi game trên máy tính của chứ nó chẳng học gì nhiều. Nên là cổ nó nào liên có kinh nghiệm nó đẩy về phía trước. Và cái thứ ba nó cận 4 độ như vậy. Mắt nó bị lôi ra như vậy. Thì em nói chị một cái người cận bình thường ấy, người ta hay phải đẩy cái đầu về phía trước này hàng tỷ lần để người ta nhìn cái chữ cho nó rõ. Và cái hành động như vậy lặp đi lặp lại nó sẽ khiến người ta bị gì? Cổ đẩy về phía trước. Còn người ta ngồi mà ôm cái iPad hoặc cầm cuốn sách hoặc là như này lâu ấy, thì vai nó bị xoay. Và cái hiện tượng như vậy thì cháu nhà chị nó mới có 15 tuổi mà nó đã bị cái triệu chứng là cứng cổ vài ngày rồi. Thì đấy là cái dấu hiệu cái cơ trapezius nó bị căng, nó bị quá tải. Nó gọi là cơ cầu vai nó bị quá tải. Vậy nếu mà bình thường thì phải tầm 55 tuổi trở lên các em nó mới có dấu hiệu về thoái hóa vị đệm. Nhưng mà con chị nó đã có dấu hiệu đấy rồi. Vì thoái hóa nó có hai nguyên nhân. Một là quá tải. Hai là gì? Là thiếu chất dinh dưỡng. Đấy. Thoát vị thì nó có thể là do thoái hóa hoặc là do chấn thương mà nó gây nên. Vậy thì rõ ràng con chị mới có 15 tuổi, em nghĩ 25, 26 tuổi, nó chục năm nữa thôi. Thì em nghĩ là cái cổ này của nó sẽ bị thoái hóa nặng. Và đến lúc đấy nó có thể bị thoát vị đệm. Vậy chị tưởng tượng nếu nó thoát vị đệm rồi thì chị không chữa được. Chỉ có sống chung với nó thôi, rất nguy hiểm. Đấy. Thì liệu sau này nó mới có 30 tuổi đầu mà nó bị như vậy thì nó có làm ăn được cái gì nữa. Cái thứ hai là sở thích của cháu nó là hay chơi bóng chuyền ở lớp, bóng rổ ở lớp. Mà bàn chân thì bẹt, đầu gối thì chân chữ X như vậy. Thì khi mà bạn đi thực hiện qua động chuyển nhảy xuống như này, cái tư thế bạn không có tốt. Nên là trong thể hào bạn ấy rất dễ mắc phải một cái chấn thương, nó gọi là đứt dây chằng chéo trước. Rất dễ luôn. Chạy nhảy các kiểu là rất dễ bị chấn thương cái đó. Và cái phần khớp này nó có thể bị gây ra viêm khớp, là do thoái hóa khớp. Vậy nó cũng là một cái thứ mà chị cần phải quan tâm. Nhưng thôi, vì hôm nay là gì, chị có 10 phút nên em chỉ cho được gần đấy thứ cho chị thôi. Còn em không quan tâm đến cái việc mà giá cả bao nhiêu vội, vì bọn em có giá fix rồi. Đấy. Thì thôi hôm khác chị về chị nghĩ đi, em sẽ phân tích tiếp cho chị. Thì khách bắt đầu quay ra bảo thôi quay ra chửi con của mình là đúng như thế, tại vì thói quen đấy là mình đã khai thác thông tin được từ thằng bé. Mình nói lại nên chị thấy đúng, chị bắt đầu quan tâm. Thế em ơi, nó bị như vậy bây giờ chị phải làm nào? Nhưng mà hôm nay chị có 10 phút như vậy thì em không đủ thời gian nói chuyện, chị phải để khi khác. Thì mình từ chối luôn. Thế các em bảo thôi, mày cứ cho chị biết giải pháp. Vì sao? Vì cái nỗi đau của người mẹ là người ta quan tâm đến sự an toàn của người con. Nên là gặp phải những trường hợp như vậy, tôi biết cái pain của họ là như vậy, nên tôi chỉ xoáy sâu vào những cái vấn đề như vậy thôi để tôi kích thích họ phải quan tâm. Và một khi khách hàng đã quan tâm thì người ta sẽ không quan tâm đến giá nữa. Còn nếu khách hàng chưa biết
cái vấn đề ở đây là gì, cái mối quan tâm cơ bản họ là gì thì họ sẽ quan tâm đến giá và họ chỉ so sánh giá mà thôi. Vậy nghĩa là chúng ta sẽ xịt chưa? Có kiểu khách hàng là như này, khách hàng quan tâm đến mối quan hệ, họ đến nó rất bình thường, nó cũng chẳng hướng nội, nó chẳng hướng ngoại. Cái dấu hiệu họ là dấu hiệu về mặt tâm sự, họ chia sẻ. Những khách hàng đó họ hay chia sẻ, thì khi mà họ chia sẻ những cái thông tin của họ về công việc, cuộc sống, đời tư này nọ, linh tinh, hình thể, thì họ cần một người là gì, lắng nghe họ và kết nối với họ. Nghĩa là cơ bản là gì, bạn phải có niềm tin và trở thành bạn của họ và hợp gu được với họ, thì họ mới bắt đầu để tâm đến cái việc bán hàng. Nó gọi là khách hàng chú trọng đến mối quan hệ. Đấy, thì khi mà nhận thấy những khách hàng mà hay chia sẻ những câu chuyện của họ, thì việc đầu tiên bạn phải lắng nghe nó đã. Sau khi bạn lắng nghe nó xong, bạn phải phân tích thông tin đã. Sau đó bạn gì? Đưa cho người ta nhắc lại cái câu hỏi xem có đúng ý không. Và cuối cùng là gì? Để người ta nói nó ra và lắng nghe và phân tích lại. Cuối cùng bạn hồi đáp lại cho người ta. Và cái người ta cần nó là một cuộc giao tiếp. Và cái việc giao tiếp thông minh của bạn, nó khiến cho người ta cảm thấy hài lòng với những câu trả lời của bạn. Thì bạn đã gắn kết thành công một cái mối quan hệ là bạn, khách hàng. Và khi đó, cái việc bán hàng rất dễ và gần như người ta sẽ không bao giờ hỏi về giá. Đấy. Nhưng nếu bạn không hề quan tâm đến cảm xúc của họ mà bạn chỉ tập trung đi bán hàng cho họ ngay, báo giá cho họ ngay, thì họ không có niềm tin ở bạn. Và hãy nhớ rằng chúng ta học cái phần ở trước, 70% cái sự quyết định nó được đưa ra dựa trên niềm tin của người bán hàng. Đúng không? 30% nó mới liên quan đến tính năng của sản phẩm. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung cho cái phần là gì? Là khách hàng của các cái nhóm khách hàng hay gặp, thì tôi có liệt kê bạn 6 cái khách hàng như vậy. Được chưa? Như vậy đã đủ chi tiết để các bạn nhận diện ra cái kiểu khách hàng như vậy và cách xử lý chưa ạ? Ok. Rồi. Phần cuối cùng trong cái buổi học ngày hôm nay, nó chính là chúng ta sẽ đi ứng dụng các cái vấn đề về tâm lý. Sau đó thì tạo để chúng ta ứng phó được, chúng ta áp dụng được trong cái việc bán hàng. Thì nó sẽ liên quan đến hai chiều. Nó là tâm lý của người bán hàng và nó là tâm lý của khách hàng. Được chưa? Thì cái việc đầu tiên là các bạn phải cho khách hàng có cảm giác bị ép buộc, bị uy hiếp khi bán hàng. Nghe cái này có thể hơi vô lý một chút nhé. Hơi vô lý một chút nhưng nó lại rất có lý. Bởi vì sao? Nhiều khi khách hàng không nhận thức được tại sao họ phải đi tập. Nhiều khi khách hàng không nhận thức được gì. Họ cái sức quan trọng của sức khỏe, cái bệnh lý của họ. Họ không biết là nó ảnh hưởng đến mức độ như vậy. Nhiều khi họ không biết được rằng là gì, nếu như ông không đi tập thì ông sẽ không được tập luyện với tôi. Ví dụ một cách đơn giản như vậy. Hoặc nhiều khi họ gì, họ cảm thấy rằng là gì, họ không mua được, họ sẽ không có được cái chương trình tốt như ngày hôm nay. Thì tất cả căn cứ vào những cái mà tổng hợp trước đây về tâm lý chúng ta học, thì chúng ta sẽ phải làm rõ nhất cho khách hàng thấy được cái bức tranh điều gì xảy ra nếu bạn không đi tập và điều gì xảy ra nếu bạn đi tập. Được chưa? Để họ cảm thấy được cái sự nguy hại của họ và họ sẽ phải đi tập. Và thậm chí đôi khi phải sử dụng cái âm điệu và ngôn từ rất gay gắt. Em nói với chị một cái điều như thế này này. Chị sai rồi. Nếu như bây giờ em tiếp tục em khen chị, em bênh chị, thì đấy là đồng cảm với chị rồi. Em cổ suý cho cái việc chị bỏ bê cái cơ thể, cái hình thể của chị như vậy. Và cuối cùng chị sẽ lại gặp lại cái trở ngại, bị người khác coi thường của chị. Và em không cho phép được đó. Em thấy rằng cái việc mà chị không tập luyện chăm sóc bản thân mình, đấy là lỗi tại chị, là cái sự bỏ bê quá tệ hại của bản thân chị. Và em cho yêu cầu chị phải dừng ngay việc đó lại. Cái suy nghĩ như vậy là suy nghĩ không đúng. Chị phải yêu bản thân mình, chị phải chăm sóc bản thân mình và chị phải dành thời gian cho bản thân mình. Đó mới là cái mà chị nên làm trong giai đoạn như vậy. Nên nhất định chị phải đi tập ngay ngày hôm nay chứ không phải là ngày mai. Bởi vì nếu ngày mai chị lại bị tác động bởi những tâm lý khác, chị lại không đi tập. Và 2 năm sau chị lại có thằng lại ngồi đấy nói cho em với chị những câu như thế này. Và có khi nó còn không nói nhiệt tình bằng em đâu. Cuối cùng là chị vẫn không đẹp hơn. Cuộc sống của chị vẫn không cải thiện hơn. Hình dung trở nên nhất định chị phải đi tập trong ngày hôm nay. Với tư cách là một huấn luyện viên, em bắt chị phải đi tập ngay trong ngày hôm nay. Tại vì nếu chị không đi tập em cảm thấy rất khó chịu. Em không có cơ hội để thay đổi cuộc sống của chị. Đấy. Nói nó phải như đấy. Hiểu không? Nó mới cảm giác là mẹ mày, mày cảm giác như là mày bắt bố mày phải đi tập. Đó. Chứ không phải là gì. Nhiều khi các bạn cứ sợ là không áp vía của khách hàng. Cái ý nghĩa của này có nghĩa là nhiều khi bạn phải áp cả vía khách hàng. Nhá. Tôi nói các bạn là các bạn đi khám bác sĩ chưa? Đúng không? Bác sĩ bảo mày có kiêng không? Mẹ mày có kiêng không? Mày không kiêng thì mày chết mẹ mày luôn rồi đấy. Đúng không? Bác sĩ bảo này, mẹ ông có con không? Có rồi, thì ông có cháu chưa? Có rồi, thì ông có muốn bế cháu không? Ông
không muốn bế cháu, ông tiếp tục uống rượu mẹ đi nhá, ông chết con mẹ luôn nhá. Còn nếu ông muốn bế cháu ông thì ông kiêng con mẹ rượu đi nhá. Sợ đái ra quần luôn, tôi nói các bạn sợ luôn. Tại vì con người nó thế, đôi khi là nó có ai đó nạt mình vào cái khuôn khổ. Nhưng mà các bạn nghĩ là các bạn là nhân viên bán hàng, các bạn gì không dám ép khách hàng, không dám dọa khách hàng, không, bạn có quyền chứ. Tại vì bạn phải nói cái câu này là em là một cái người, là một cái người chăm sóc sức khỏe cho người khác, là một cái chuyên gia về hình thể, mà em thấy chị như vậy em thấy xót ruột lắm, em cảm thấy không nhất phải bắt chị tập. Chị cảm thấy chị không thể mua gói tập này, em trả tiền cho chị đi tập luôn. Khi nào chị có kết quả chị trả lại tiền cho em. Chơi mẹ lớn đi, đúng không? Thằng nào mà dám chơi được cái chiều như vậy, mẹ tôi khẳng định tỷ lệ xuất diễn cực cao, tại vì nó không chế được về mặt cảm xúc và tâm lý rất tốt, nên nó mới có bản lĩnh nó nói như vậy. Tất nhiên khách đấy nó phải biết là khách rất tiềm năng, nó mới nói như thế chứ. Khách mà đéo có tiền nó gật đầu cho phát đi thì chết, thì tỏi nha, thì vỡ mõm luôn đi chị, đùa đâu, đúng không? Đấy rồi, cái thứ hai là chấp nhận những lời từ chối. Nhiều khi khách hàng từ chối mình là chuyện bình thường, người ta từ chối vì lý do của họ nên mình phải tôn trọng cái lý do của họ, và mình cho người ta có thời gian để suy nghĩ. Chứ đừng có thấy người ta từ chối là dồn, là ép người ta ngay lập tức mua hàng, là không nên. Cái này nó là một cái mà tôi nói với các bạn là cực kỳ nhiều PT mắc phải. Một là về góc độ PT, ông sợ quá, ông từ chối, ông chán, ông đéo tán nữa, không tiếp cận nữa. Cái loại thứ hai, mẹ thấy khách từ chối càng lao vào vô vập hơn. Tôi nói các bạn giận gái đi chơi, các bạn lao vào hồn người ta đẩy bạn ra, thôi cố một phát nữa thôi, mà không được thì cố thêm phát nữa, đúng ba phát thôi. Mẹ đừng cố cái thứ tư, nó bảo mày cự, nó gọi là hiếp dâm, mẹ quấy rối tình dục, đừng có như thế. Đúng không? Tại vì người ta chưa sẵn sàng thì đừng có gì, đừng có tấn công quá mức như vậy. Đúng không? Cái này nó là thực tế thôi, nên là nhiều khi người ta từ chối là chuyện đương nhiên. Có cô gái đẩy bạn ra, người ta từ chối không phải người ta không thích bạn, người ta cũng vã bỏ mẹ ra đi, nhưng mà người ta thấy là gì? Nhanh quá. Hôm nay mình mới đi chơi buổi đầu tiên mà anh đã đòi chén em rồi, hơi nhanh. Em cũng vã lắm, nhưng mà để gì? Để một hai hôm nữa từ từ đi cho em cảm thấy sẵn sàng. Đấy. Thì đây nó là một cái ví dụ rất thực tế, là đôi khi mình phải chấp nhận cái việc từ chối đó, chứ không phải mình cứ lao vào mình ép khách hàng của mình. Nên là Kali nhiều khi mất rất nhiều khách hàng vì ép đăn rất nhiều. Nhưng mà các bạn bảo Kali chốt sang sale giỏi, các bạn có bao giờ có thông tin không, có lead không? Bạn tự do đánh 1000 cuộc chốt sale xem nó chốt được bao nhiêu phần trăm thì bạn mới biết là gì, nó chốt được nhiều. Chứ mẹ bên đấy nó khách vào cứ như quân nguyên đông dã man, bọn VD đông đéo thêm kê khách trên sàn tập thì nó đông đến mức độ như vậy. Tất nhiên bây giờ không được như thế, nhưng ngày xưa nó như thế. Đấy, được chưa ạ? Sorry, nói hàng quá đau dạ dày quá, uống cốc nước hay đau dạ dày quá. Nó phải co thắt cái cơ hoành để lấy hơi để nói. Rồi, cách thứ ba là thế này, là phải luôn để khách hàng chủ động. Bạn phải đặt câu hỏi để người ta chủ động chia sẻ thông tin, để người ta chủ động lựa chọn gói tập, để người ta chủ động hỏi về giá gói tập là tốt. Khách hàng càng chủ động thì nó chính là kết quả của cái việc bạn đặt câu hỏi thông minh. Và nếu tỷ lệ 40-60, nghĩa là bạn đặt 40 và khách hàng nói 60, thì đấy là kết quả nó rất tốt. Và khi người ta chủ động như vậy thì cái mối quan tâm về cái gói tập của người ta nó sẽ cao hơn. Còn nếu nó cứ im từ đầu đến cuối, tôi nói các bạn là khả năng chỉ cực kỳ lớn nha. Thì đấy là nói qua bạn như vậy. Tiếp là các bạn hãy tạo cái không khí tích cực khi tập luyện cho khách hàng. Tạo cái không khí tích cực là thế nào? Này, giờ tôi nói các bạn, tôi lên lớp với các bạn, mặt tôi trông nó cứ hầm hầm đèo cái kính lại, cứ thế này. Nói như vậy có hiểu không các cậu? Đấy, mẹ trông mặt rất nghiêm túc như vậy. Dạy thì các bạn có hứng không? Không. Ông Trường cứ nghiêm túc. Nào đề nghị đồng chí Khôi ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng vào, học hành cho đàng hoàng tử tế nhé. Xong tôi lại không chửi bậy nữa. Thì tôi nói có khi các bạn học cứ cảm giác như mẹ anh em mình đang đi phỏng vấn ấy nhỉ, chồng cứ như đi đang tham dự phiên tòa, thế đúng không? Thì đấy, nghĩa là nhiều khi là gì, mình làm cho khách hàng cảm thấy nó hơi bị gò bó. Thế nhưng ngược lại, ê Khôi à, mẹ bây giờ mày đứng dậy mày nói cho thầy biết là mẹ mày khi mày chốt sale mày gặp phải vấn đề gì em mày nhỉ, anh em mình chia sẻ thoải mái nhỉ. Nghe mẹ, ô mẹ tăng thầy này, mẹ mày nó như mình ấy nhỉ, chồng nó nguy hiểm mà ra nó cũng như mình đấy. Cái câu này là tôi dạy trong cái khóa quản trị nhân sự online, đúng không? Là khi mình phỏng vấn nhân viên ấy, nó ở vị trí nào thì mình sẽ cư xử giống như nó ở vị trí đấy, thì nó sẽ có cái cảm giác là gì? Là tích cực. Vậy thì cái cảm giác tích cực này là cái sự thân thiện, cái sự nhiệt tình của huấn luyện viên cá nhân, tạo cho khách hàng cái buổi gì? Buổi tập mà nó không giống như một buổi tập, mà nó giống như đi chơi thôi. Và làm sao đó trước khi khách hàng đến, các bạn có thể bảo trước mấy thằng bình tĩnh, đây là chị này đến phát nó cứ chạy lại, em chào chị, ơ chị viên nào hôm nay trời chiều chị gần này tập với sếp Trường thì địch rồi, nó cứ nói ai ba câu như vậy. Lễ tân bảo ô chị ơi, chị hôm nay chị tập anh Trường ạ, em biết chị à, vâng em biết, trời ơi chị tập với sếp Trường mà có ai không biết đâu chị. Ui tôi nói các bạn, khách hàng phê lắm,
mẹ thằng này nó như là gì, sao online mẹ idol của giới trẻ luôn. Tôi nói các bạn, khách hàng phấn khởi nhá, đây là nghệ thuật, tôi nói các bạn cực kỳ nghệ thuật. Nhiều khi tôi còn nhờ khách hàng luôn, tôi bảo khách hàng, chị nhé, chị nhớ chị ghé tí đi lên nhé, chị ra chị chào chẳng tiếng nhé, chị tên là chị Huyền. Và ok, mà là chào Huyền, em lên tập à? Chị vừa tập xong đấy. Chị là chị Minh, chị cũng tập với trường. Em nó dạy chị xong rồi, đến giờ của em nó đuổi chị về để dạy em nó nhanh đấy nhá. Thôi cố gắng tập với thằng này là đỉnh đấy, kinh lắm. Tôi nói các bạn khách mẹ mình hết há miệng chữ A lại đến gì, miệng chữ O cứ như là học tiếng Nhật đấy. Tôi nói các bạn đỉnh cao luôn. Tại vì sao? Người ta vừa mới đến xong, người ta lại thấy mẹ từ lễ tân đến cả cleaner, lại đến cả gì, nhân viên nó chào mình. Thực ra cái này tôi học ấy, tôi học được cái chiêu này ấy, đó là ngày xưa mà tôi đọc một cái tài liệu, đọc cuốn sách ấy. Nó nói về có một cái khách sạn, mà cái khách sạn đấy khi mà cứ mỗi khi mà có một cái người mà người ta, khách hàng người ta đến thuê phòng ấy, là tự dưng ấy, nó có một cái hệ thống thông báo cho tất cả những cái nhân viên trong cái khách sạn đó là cái anh chị này tên là như thế này, đang ở cái phòng như thế này. Nên tự dưng ấy, là chị đấy đi vào gặp cái nhân viên đang dọn phòng ở cái tầng đó. Em chào anh chị. Thế là tự dưng chị cũng càng như tại sao biết tên chị vừa mới đến đây xong. Dạ, công ty em là có một cái văn hóa là khi khách hàng đến thì tất cả mọi em đều phải biết tên. Khách cực kỳ ấn tượng luôn, mà nó tạo ra một cái trải nghiệm cực tốt luôn. Đấy, thì đấy chính là ý nghĩa của tôi. Cái thứ hai là gì? Cho khách hàng có nhiều cái cảm xúc lạ. Thế thì tôi hay sử dụng cái tâm lý là như thế này. Cái này tùy khách nhé, có những khách hướng nội thì tôi không sử dụng, nhưng khách ngoại thì tôi sử dụng. Nhưng là khách mà thích vui vẻ ấy, là tôi toàn bảo sẵn mấy đứa PT ấy, lúc khách đang tập phát nó chạy ra, ôi chị hôm nay chị tập chân à, này tập cho tử tế chị nhá, chị tập phải xếp trường và cẩn thận đấy, ông này khó tính lắm. Xong chốc chốc nào để em đứng đem cổ vũ chị nào, 1 2 push, 1 2 lên nào, tiếp nào, một thằng đấm, một thằng thì vỗ tay, một thằng thì gì đập bàn, một thằng thì đếm, mẹ nó cứ đứng lên 4 tầng nó dạy một khách. Khách ngợp quá, khách bảo chúng mày thế này thì chị chết mất thôi, chúng mày để yên cho chị tập đi. Đấy, thế là tự dưng khách có cái cảm giác nó ở mẹ mình thuê một thằng PT mà mình được một đàn PT nó dạy. Thì cái chiêu này là cái chiêu mà tôi tạo ra một cái văn hóa huấn luyện của Enshape ngày xưa, cái thời tôi làm ấy, là ngày xưa là tất cả PT nó không được nói chuyện với khách hàng của nhau, bởi vì nó sợ nói xấu nhau. Nhưng khi mà tôi đến ấy, tôi cho nói xấu luôn. Tại vì tôi bảo thằng chúng mày đéo có khả năng nói xấu anh, tại vì anh đỉnh vãi ra. Chúng mày không nói xấu được anh đâu, chúng mày nói xấu anh thì chúng mày vả mặt đấy. Đúng không? Tại vì tôi rất tự tin về chuyên môn của tôi. Mà đúng thật có rất nhiều thằng gì, mẹ ra nói xấu khách hàng tôi, khách tôi nói lại, bảo mẹ thằng này nói xấu mày. Chị bảo là này, em dạy khách mà xài rồi, em có nói xấu trường làm gì. Thế là nó ngại quá nó đi. Đấy, thì tôi xóa vào cái văn hóa đấy xong. Thế là tôi cho cứ khách của tôi đến là 5 thằng chạy ra, mẹ một thằng đấm vai đấm lưng. Thì cái ông khách đấy tập cái leg extension, tôi nói các bạn tập mẹ 100 rep luôn, tập rất bô láo. Tôi cho tập 100 rep luôn, tôi phát cho gọi là đỏ hết cả cái phần đùi. Thì ông đứng dậy phát ông ngã luôn, ông ngã xuống vì mỏi trần của ông, bảo mẹ tiên sư chúng mày giết bố mày. Thế xong rồi ông cứ lăn quay ra ông năm phật ra tường, ông cười. Ông cười mẹ nhưng mà sướng. Thế là mấy ông khách đi qua bảo mẹ bọn này tập vui nhỉ, tập với bọn này trông sướng nhỉ, thích. Mà không anh ạ, các em nó nhiệt tình lắm, em quý mấy thằng này lắm, quý nó lắm, chơi nó vui lắm. Mẹ tôi nói các bạn, ông anh đấy từ hôm sau này, này mày đang dạy khách mới à, có cần đánh giá anh chốt sale giờ không? Có. Thế là mẹ khách của tôi đang đi bộ, khách ông này tự dừng lon ton, chào em, anh nhìn em có vẻ mới đến đúng không? Em có tập với bạn nào ở đây không? Dạ em đang được bạn trường huấn luyện. Ô, em được thằng trường huấn luyện mà, mẹ thằng này đỉnh đấy nha. Anh nói em, anh đốt 200 buổi PT với nó nhưng mà hiệu quả em ạ. Ngày xưa anh béo lắm, bây giờ ngon nhưng mà hiệu quả. Thôi tập với nó là yên tâm rồi em ạ, chứ tập với người khác thì anh còn phải giỏi, bởi vì anh biết tất cả PT mấy hội viên ở đây nhá. Anh thấy tập với nó là được đấy. Thôi em đi bộ nhé, tí tập đi, anh xin phép về trước, mai anh em gặp nhau, chúc em tập luyện vui vẻ. Ui trời ơi các bạn, mẹ khách tôi già cười tươi lắm, bán hàng dễ lắm. Khách bảo mẹ khách đây hay nhở, thân thiện nhở. Đấy, ví dụ thế. Một cái chiêu nữa mà tôi thường tạo một cái cảm giác lạ cho khách hàng là thế này, là nhiều khi ấy, mẹ khách hàng tôi tập độ 3-4 buổi xong, tôi lôi mẹ khách nhà tập nhóm, tôi rủ 4-5 anh PT ra tập, xong tập xong không tính tiền. Khách tự dưng kiểu được thi đấu với nhau, được huấn luyện vui, mẹ thấy hay, hiểu không? Tập mẹ circuit training, hoặc là tôi cho tập kickboxing theo nhóm vui, thì khách bảo này mẹ tập cái này thích phết đấy trường ạ. À, thích mà, nhưng mà tao biết thôi nhá, cho tập một buổi thôi, mẹ tuần em cho chị chơi buổi thôi nhá, chị phải tập nghiêm túc, ngoan em cho, không em không cho đâu. Thi thoảng mới cho tao tập với mọi người cho tí cho nó vui nhỉ, cho nó phấn khởi. Và ok, mẹ khách thích lắm, renew cái gì cũng mua, bán bao buổi cũng mua đấy, rất hay. Có những cái tuyệt chiêu mà tôi nói các bạn luôn, phải nó hoàn toàn xuất phát từ tâm lý học thôi đấy. Tiếp tục, đó là gì ạ?
đánh bại cái tâm lý do dự và sợ sai của khách hàng bằng cái sự khan hiếm, thì cái này mình nói rồi. Thực ra với những khách hàng do dự như vậy chỉ có sự khan hiếm thôi và sự quan tâm đến họ thôi. Đấy, tôi nghĩ là cho khách hàng trải nghiệm thêm thì khách hàng sẽ mua rất dễ. Đó. Thì trên đây nó là những cái nốt nhỏ mà tôi nói với các bạn là khi mà các bạn ứng dụng những cái tâm lý học, những cái trường hợp trên mà chúng ta có thể đem vào trong cái việc mà thực thi bán hàng ngay lập tức, thì tôi nghĩ rằng là các bạn nghe lại đâu đó hai lần phần này thì các bạn sẽ rút ra được đâu đó khoảng tầm 3 cái nhá. Tôi nghĩ các bạn chỉ ứng dụng tốt 3 cái thôi là ok rồi. Tôi lấy ví dụ như là các bạn tập luyện cái việc tạo không khí tích cực, cái cảm giác lạ cho khách hàng rồi, thì tôi nghĩ nó là thành công rồi. Đấy, là đã thành công rồi, chứ đừng nghĩ là mình áp dụng tất cả những buổi học này. Đó, thì trên đây nó là toàn bộ cái nội dung cái buổi học ngày hôm nay, thì nó cũng có một cái bài tập hoặc là các bạn có thể thảo luận ngay cũng được. Là như sau. Theo các bạn thì khách hàng cũ họ có vai trò như thế nào đối với chính bản thân mình là PT hoặc là với doanh nghiệp của mình? Làm thế nào để khách hàng của bạn renew một cách hiệu quả? Và làm thế nào có thể biến những cái khách hàng của bạn trở thành những khách hàng trung thành? Chưa? 3 câu hỏi dành cho các bạn. Bạn nào thích thảo luận được một trong 3 câu hỏi này thì chúng ta thảo luận luôn. Còn nếu bạn cảm thấy không thì buổi sau chúng ta sẽ thảo luận. Về chưa? Bài tập này thì làm thế nào anh? Hả? Đăng lên Facebook hay là đăng lên nhóm? Không, bài tập này thì chỉ tự làm thôi, xong hôm sau mình thảo luận với nhau là được mà. À, tự hình dung ra và đưa ý kiến vào hôm sau thì ạ? Ừ, có thể là bây giờ cũng được nếu các bạn muốn, không thì ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Ồ, ngày mai này học lại tiếp à? À, ý là buổi sau ấy. À. Thích thì mai mình lại học. Đơn giản. Đấy, tầm này để cho não loát thôi. Không, cái này phải suy nghĩ đấy. Thực ra nếu mà thích ấy, nhé, thì các bạn rồi, có thể viết cái này được. Các bạn có thể lấy cái phần này bạn viết thành một bài viết cũng được. Coi như là bạn đang làm cái phần của thầy Hải là gì nhỉ? Xây dựng thương hiệu cá nhân ấy. Thì ở góc độ của các bạn như nào thì bạn sẽ viết cái góc độ mình lên Facebook dưới dạng như vậy cũng được. Thì nó cũng là một cái cách để các bạn củng cố kiến thức của mình. Sau đó dùng cái kiến thức của mình sau này mình training cho các em nhân viên mới ấy, thì nó cũng ok mà. Ba cái này là ba cái chủ đề đấy. Ba cái content đấy. Rồi, bật mic lên tâm sự thôi nhỉ? Chả thấy ai nói gì. Toàn cười, mẹ. Từ đầu đến cuối cứ cười như rằng. Mọi người nói đi xem nào. Chả ai nói gì, chắc mọi người chuẩn bị đi ngủ rồi đấy. Chết rồi, thì anh em buồn ngủ hết rồi à? Chắc thế á. Trời thì lạnh, chỉ muốn đắp chăn thôi. Bây giờ tôi dạy anh em xong rồi tôi bắt đầu tôi mới đọc khách này. Thầy ơi, thầy dạy hay quá, vẫn muốn thầy dạy tiếp, chưa muốn nghỉ. À thế à, mẹ chưa muốn nghỉ mà cứ từ nãy giờ độc thoại, con thằng dở hơi độc thoại suốt mẹ 2 tiếng rưỡi như thế không? Đẹp muốn quá, không muốn nghỉ luôn. Thực ra mà nói là khi mà tôi dạy, tôi để ý nhá, khi mà tôi đi dạy hoặc là tôi tham gia một cái workshop ấy, thì gần như cái nội dung mà tôi dạy ấy, thì người nghe gần như là không có gì để mà hỏi nữa, tại vì định hỏi cái gì ông nói con mẹ hết rồi. Thường tôi làm rất nhiều workshop rồi thì tôi để ý là tôi định nói cái gì xong là gần như anh em không còn cái gì để mà hỏi nữa, thường là vậy. Nhân viên của em nó bảo là khi nào có giờ của anh Trường nó xin học cùng. Nó được mà. Cho nó học có vấn đề gì đâu. Một người đăng ký cho cả xóm học được cái vấn đề đâu. Công ty không quản cái việc đó. Thực ra ấy, em có thể đăng ký cho các bạn một cái tài khoản PT thực chiến nhé. Cái khóa PT thực chiến online ấy. Sau đó em chiếu cái tài khoản đấy cho các bạn học cũng được mà. Nó có khóa PT thực chiến. Đấy ạ? Nó có rất nhiều khóa mà doanh nghiệp mà đầu tư anh thấy nó cực kỳ hiệu quả. Anh lấy ví dụ nhá, em nên để anh mua, tại vì gì nhở, anh đã là bây giờ em cũng đang gì nhở, em cũng đã là học sinh của VPTA rồi, nên khi mà em đăng ký cái đấy là sẽ được giảm 50%, anh không nhớ chính xác nhưng mà bình thường là 6 triệu thì chắc là em được 10 triệu thì được giảm 40%.
Còn nếu mà em đăng ký sẽ được giảm là 5 triệu cái khóa PT online. Sau đó thầy Phương này, thầy Phong và thầy Vượng sẽ ra 3 khóa online cực hay về chuyên môn. Thì trong đó nó có một cái thiết kế chương trình nền tảng, nó có một cái dinh dưỡng nền tảng, và thầy Phong là cái mẹ gì anh chẳng nhớ nữa, nôm na là nó có, không có functional thì không có online, nó có một cái khóa gì để online ấy. À, finish assessment test, cái này rất quan trọng nhé, tại vì finish assessment test là cái key để tư vấn cho khách hàng, và đa phần bọn nó rốt cái phần giải phẫu, nên là khi mà học phần này nó sẽ củng cố kiến thức về giải phẫu hơn, và nó biết cách đánh giá kiểm tra tư thế của khách hàng ấy. Thì anh nói em này, em mua khoảng độ 3 khóa như vậy, đầu đó nó, nếu em mua combo 2 khóa là 3 triệu 750, vậy giả sử có 4 khóa online cả cái khóa này chẳng hạn. À, cái này thì à, cái kia nó là online qua Zoom, cái kia là online qua Zoom thì mình lưu được lại, mà mình lưu lại xong mình phát lại cho các bạn sao học cũng được mà, đúng không, cho nó tiết kiệm. Tại đây công ty đầu tư chỉ thế thôi, còn chúng mày thích thì chúng mày tự mà đi mà học, ta mớm mớm cho mày mấy khóa thôi. Thì đầu đó mất khoảng được 7 triệu 4 khóa online Zoom cộng với một khóa online trên nền tảng web. Yeah. Một khóa online trên nền tảng web. Là sắp tới tất cả những khóa học này nó đều có trên nền tảng web hết. Cả khóa tâm lý khách hàng của anh có trên nền tảng web này. Và khóa thiết kế chương trình huấn luyện các kiểu. Em cứ nhắn cho Quỳnh ấy. Bạn Quỳnh bảo là em muốn tìm hiểu một khóa nào là nó có hết. Em làm cho anh khoảng độ 5 đến 6 khóa chuyên môn trong một năm. Nó rẻ vãi ra, rẻ cực kỳ. Xong em cứ chiếu lên cho anh em học. Xong phải có một thằng đứng ra kiểm soát. Chúng mày học xong bây giờ chúng mày nhiệm thù, mày học được cái này là cái gì, xong mày phải dạy lại, mày thuyết trình lại tao. Đấy, mình phải học. Nghĩa là tôi có một cái phương pháp giảng dạy rất hay mà tôi dạy các bạn này. Cái đội trong Gò Vấp của tôi nhá, thì tôi bảo nó là sau khi chúng mày được training xong ấy, thì bây giờ thằng quản lý sẽ đưa cho từng đứa một, mỗi đứa một cái chủ đề. Tôi lấy ví dụ là Giang Vi, em bốc phải cái chủ đề carbon hydrate là gì, thì Giang Vi sẽ phải tìm hiểu tất tần tật những thứ liên quan đến carbon hydrate nhiều nhất có thể. Ví dụ khái niệm, cấu tạo, phân loại, đúng không? Chuyển hóa carbon hydrate, đúng không? Cách lựa chọn carbon hydrate, đúng không? Tầm quan trọng carbon hydrate trong giảm béo, hormone liên quan đến carbon hydrate, đúng không? Cơn đói trong gì liên quan đến carbon hydrate, giảm mỡ liên quan đến carbon hydrate, nghĩa là tất cả những cái gì mà nhiều nhất em có thể, và em phải xây nó thành slide. Và một tuần mình sẽ giao cái chủ đề đấy vào ngày thứ hai, sau đó thứ ba, thứ tư, năm thì bắt đầu mình chọn ra gì. Thì tuần này mình làm chủ đề đấy, thì tuần sau mình mới chữa chủ đề đấy, còn tuần này mình sẽ chữa chủ đề hiện tại. Các bạn hiểu ý anh không? Nó sẽ kế nhau kiểu như vậy. Cho mày một tuần mình làm slide, thì trong một tuần đấy thứ ba thằng này nó sẽ đứng lên mất khoảng 40 phút nó training cho tất cả mọi người dựa trên cái slide đó. Xong rồi thằng kia ngày mai thì thằng kia sẽ đứng lên training một cái chủ đề. Thì chúng nó học cực kỳ nhanh, nó học nhanh vãi luôn. Thằng này sẽ training được khác, luyện được kỹ năng học chuyên môn, luyện được kỹ năng nói, luyện được kỹ năng thuyết trình này, quá hay luôn. Phương pháp này cực hay luôn. Và anh đã thấy là đội Gò Vấp đang ứng dụng rất tốt. Các bạn có thể học được đấy. Nên là nếu mà bọn em tính ra bọn em bỏ 20 triệu, bọn em mua mẹ đống khóa học online về cho chúng nó học. Còn thằng nào thích thì bảo nó đi đăng ký offline. Tại vì online thì vẫn là online thôi, nhưng mà có offline thì nó vẫn hơn. Đấy, thằng nào ngoan, tốt, ví dụ sau mẹ 3 tháng thằng nào hit target, tao cho 50% khóa học trực tiếp đấy của bên này, thì xuống mà đăng ký. Ví dụ thế, đấy là tự dưng có phải ngon không? Đúng không? Hoặc là ví dụ các bạn sử dụng, bạn đang học cái phần nhân sự của thầy rồi thì sẽ ứng dụng luôn là ông Trương, khóa của ông Trương chính ra hai khóa có 3 triệu 750. Bây giờ bình thường bọn em thưởng nhân viên 3-4 triệu, nhưng mà em thưởng con mẹ nó khóa học đi. Được chưa, em thưởng, tao thưởng mày khóa học 6 triệu. Đúng không? Vì em mua mất có 3 triệu 7 nhưng thực chất giá nó là 7 triệu mà. Có 7 triệu mà, đúng không? Thì anh sẽ thưởng em cái 7 triệu là anh muốn đi. Thưởng nhầm cái này nó dở ra, nó không thấy tiền, lúc đầu nó sẽ không vui, bởi vì các bạn thưởng bằng tiền mặt là các bạn làm hư nhân viên rồi. Nhưng mà khi mà thưởng cho nó thì phải gọi vào phòng, xong đó mình thưởng trước mặt tất cả mọi người để nó biết là nó được nhận thưởng, nó oai. Sau đó mình gọi nó vào phòng mà có biết tại sao anh thưởng khoa học này không, bởi vì anh thấy rằng em rất có tố chất, em phải học phát triển tốt hơn thì sau này em sẽ làm quản lý được. Nghĩa là mình định hướng cho nó sẽ cảm thấy là à, chắc là sếp thưởng mình cái này, sếp muốn mình phát triển bản năng để gì, thay sếp hành đạo đấy. Ví dụ thế, nó gọi là ma giáo, đúng không? Đấy, thì các bạn nên như vậy. Anh nghĩ là ok đấy, rất ok, mà tiết kiệm chi phí, mà nó sẽ tạo thành cái văn hóa học. Thì nếu mà muốn tiện thể tôi nói thêm một tí cho về văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp ở công ty nào cũng có, văn hóa chửi bậy, văn hóa nghỉ việc, văn hóa mẹ làm không đến nơi, chơi không đến chốn. Thì ví dụ như công ty tôi bây giờ nó đang có một cái văn hóa, đó là gì? Văn hóa học, văn hóa đọc sách.
thì do tôi là cái thằng khai, gọi là tôi đọc sách đầu tiên, nên là tôi các bạn, tôi nói bạn, tôi mua 100 cuốn sách về cho nhân viên đọc thì bạn biết dã man rồi đấy. Mấy cơ sở của tôi mua đến 300 cuốn sách, tôi chia cho mỗi cơ sở một ít sách cho lễ tân kiểm soát, là tôi bắt đầu đọc. Chỉ cần một đứa leader nó đọc thì dần dần bọn nhân viên nó sẽ đều thích đọc. Và cứ liên tục như vậy, làm kiên nhẫn trong 1-2 năm trời thì tôi nghĩ là sẽ vào công ty tôi sẽ thích đọc sách. Đấy, đến hiện tại tôi đã, nhân viên tôi bắt đầu đi học rất nhiều và bắt đầu là đọc sách rất nhiều. Tôi nói các bạn nó cực kỳ hay luôn. Thì cái đấy văn hóa doanh nghiệp nó chỉ hình thành khi cái người lãnh đạo doanh nghiệp họ muốn điều đó thôi. Được chưa? Và các bạn đừng ép quá nhiều thứ vào cùng một lúc, ép một thứ thôi. Đấy, ví dụ thế. Cái thứ hai là văn hóa mà sếp chịu phạt. Tôi lấy ví dụ như các ông sếp của tôi, nếu mà nhân viên nó đến muộn thì gấp 3 lần. Và nếu nhân viên nó mẹ bị bỏ bom khách hàng, sếp phạt gấp 5 lần. Nên là tôi có quy định luôn, nên là anh sẽ không chửi bọn em, đừng có chửi nhân viên em, nó đến muộn là do bọn em giáo dục nó không tốt. Thà em đuổi con mẹ việc nó đi, em dạy thằng mới đi. Chứ còn em đừng có để cái loại nhân viên suốt ngày để em phải đi đôn đốc nó làm gì. Thế nên là nhân viên của tôi bây giờ tôi có quy định như vậy, phát là tôi chỉ nói trước quản lý thôi. Anh không biết cứ một lỗi của nhân viên của em thì gì, thì em sẽ phải nộp phạt gấp 3 lần. Mẹ thằng quản lý chả đái ra quần, đúng không? Ngược lại tao giao cho mày gì, toàn quyền sát sinh, đúng không? Lệch là mày chém, ok mày giữ, đúng không? Đấy, thì đấy là cái mà tôi cũng chia sẻ thêm một chút xíu nữa cho các bạn, cho bạn nghe nó phê nhây. Ok con dê Ajinomoto, còn câu hỏi gì không? Thầy ơi, thầy, em muốn giỏi như thầy Vượng thì phải học những cái gì ạ? Thì mày đi mỏi thầy Vượng u thế. Thầy có vẻ thầy muốn cái gì tập quản lý quy, thầy nó có vẻ thiếu thiếu. Không, nhầm. Nó nói với mày thế thôi chứ nó học nhiều lắm. Dạ. Thực ra anh nghĩ là họ giỏi ấy, thì không phải em đi học nhiều là giỏi, mà em học em nhớ được bao nhiêu. Cái thằng giỏi là cái thằng nó học ít thôi, nhưng mà nó hỏi cái gì nó cũng nhớ được. Thế giống như em đọc sách, mà em đọc 100 cuốn sách, em chẳng nhớ được cuốn sách nào thì em đọc làm con mẹ gì. Trong khi anh chỉ đọc đúng có 20 cuốn sách, anh nhớ được 10 cuốn sách. Thế có phải anh hơn em về đọc sách không? Có, tại vì hỏi cái gì về cái sách đấy anh biết ngay. Anh biết rất sâu, Vượng cũng vậy. Nó học nhưng mà nó sẽ nhớ rất sâu, nó hiểu rất rõ bản chất của từng vấn đề một. Em hỏi cái gì nó cũng biết, đúng không? Đấy, thế nên là đừng so sánh bằng bằng cấp. Cái thứ hai nó còn liên quan đến kỹ năng sư phạm. Anh nói thật em, rất nhiều ông giỏi hơn anh trong giới anh này kinh khủng, nhưng mà đứng lên dạy đéo có giỏi bằng anh, tại vì kỹ năng sư phạm anh tốt. Đấy, có nhiều yếu tố nữa. Vậy giỏi nó có nhiều cái góc độ để đánh giá giỏi. Giỏi như anh làm đéo kiếm được tiền đâu, không kiếm được tiền, nghèo lắm, vất vả nhá. Đấy, tôi phân đấu đi nhảy xong trở thành hệ thống của Lady Fit thì anh có tiền mua sữa mua bỉm cho con, và anh lại có công việc anh dạy. Thực ra nói vui các bạn thôi, tôi tin rằng cái hệ thống Lady Fit của tôi nó sẽ phát triển rất tốt. Bởi vì là càng ngày tôi càng tối ưu được nó nhiều. Các bạn tưởng tượng bạn không biết lập kế hoạch kinh doanh, 2021 chúng tôi lập hết kế hoạch kinh doanh cho đại lý luôn. Vào phát là chiến dịch như nào, cứ thế ốp mà chạy. Quy trình tôi ốp hết cho nhân sự, tôi hỗ trợ tuyển dụng cho, thì chỉ việc làm thôi. Thì chẳng có lý do gì mà không làm nhượng quyền. Thì làm nhượng quyền nó thực sự nó hay, nó hay thật. Và sau này nhân rộng quy mô lên 3-4 cái rất dễ. Thế bạn tưởng nghĩ bây giờ tự bạn mở phòng tập, có khi đến không biết bao lâu nó có sống được hay không. Mà có sống được cũng chẳng nhân rộng được. Trong khi tôi làm thì tôi có thể giải quyết được tất cả những vấn đề đó. Tôi giải quyết được hết chứ sao không? Điều mặt bằng tôi còn điều cho giá kinh điển luôn, các bạn biết rồi đấy. Đấy, nó có rất nhiều cái lợi. Để cho em hỏi chút xíu đó là, ơi, thì như thế nào rồi chứ? Nó nói lại đi, nó bị ngắt bố cái đoạn đấy rồi. À, cho em hỏi là về cái giá để nhận quyền thương hiệu á của Lady. Cái giá thì tôi cũng không ngại tôi chia sẻ với các bạn. Đó là giá thì nó sẽ theo cái cung bậc, nghĩa là ví dụ như cái phong tập từ 1 đến 10 thì giá nó khác, 10 đến 20 nó giá nó lại khác. Thì hiện nay giá của chúng tôi đang ở mức cơ sở số 23 là 760 triệu thì được chiết khấu 200 triệu thì nó còn đâu đó là bao nhiêu nhỉ, 500 triệu đấy, à 560 triệu. Thì khi mà nó đến cơ sở thứ 30 thì nó sẽ kết thúc, và cơ sở thứ 31 thì nó sẽ là 860 triệu. Đấy, chiết khấu 200 triệu. Có thể sẽ chiết khấu thấp hơn vì càng về sau chiết khấu nó sẽ càng ít. Đầu tiên là tôi mở ra tôi chiết khấu những 300 triệu đấy, sau này tôi chiết khấu mới có 200 triệu thôi. Còn có thể là đến cơ sở thứ 8 thì tôi không nhớ chính xác lắm, tại vì nó ghi trong cái điều khoản, thì có thể nó chỉ chiết khấu 150 triệu thôi. Thì về bản chất cái các bạn làm được cái gì, nghĩa là nôm na là các cái bước để mở một cái phòng tập như nào, làm nào, thiết kế nào tôi lo hết rồi. Các bạn chỉ việc làm thôi. Cái khó nhất của làm phòng tập là thứ nhất là định vị thương hiệu cái phòng tập. Xây dựng một cái thương hiệu của phòng tập. Nhiều khi ấy, tôi nói các bạn thích cái phòng tập đấy nhưng mà khách hàng người ta không thích. Nên là rất nhiều ông làm phòng tập trông rất đẹp, trông rất ok, nhưng mà
Ví dụ như ở Hà Nội nó có phòng Tokyo Fitness làm concept cực đẹp luôn, nhìn rất sang chảnh, nhìn chết sấp mặt, có làm được đâu. Không làm được, tại vì đấy là mày thích thôi. Mày nghĩ rằng mày thích thôi. Có cái Fitness Garden, Green Fitness là mẹ không gian xanh, cây cối, bể bơi, các kiểu đẹp lung linh, tụi nó đẹp vô địch luôn. Nhưng mà có khách đâu. Cái câu chuyện đấy là mày thích, không phải cái khách hàng người ta thích. Nên nó bị sai cái đối tượng. Nó sai đối tượng, vậy là định vị khách hàng, chọn khách hàng sai. Xong rồi định vị thương hiệu sản phẩm nó cũng sai, giá nó cũng sai, quy trình nó cũng sai, trải nghiệm nó cũng sai. Thì nó mới dẫn đến cái việc là nó chết. Còn cái thằng như mình là mình bị vấp nhiều rồi, mình làm nhiều rồi. Bây giờ tôi thấy khách hàng tôi càng ngày càng feedback, thích tốt hơn. Thích hơn bởi vì là nhìn là đúng cái mà người ta cần, người ta làm. Đấy, xong rồi các em nhân viên nó cũng hay lắm, nhân viên của tôi nó cũng hay. Nghĩa là chúng tôi làm đến mức độ mà 2021 này là cái đứa nhân viên nó đăng cái gì trên Facebook, nó viết cái gì trên Facebook ấy, thì nó cũng được công ty training, hệ thống xây dựng kế hoạch cho nó để nó làm theo luôn ấy. Nó cực kỳ chi tiết, nghĩa là các bạn sẽ không cần phải làm những việc đấy. Mà một cái nữa, khi mà cái khó của các bạn là gì? Các bạn trực tiếp tuyển dụng nhân sự, sau đó người ta nhìn các bạn giống như một người sếp ấy. Nhìn sếp thì nó sẽ bỏ sếp đi. Nhưng công ty chúng tôi nó lại hay thế này, này. Là toàn bộ nhân viên của Lady Fit được đào tạo bởi Master Vượng hoặc là ông trường CEO đào tạo. Nên là chúng nó thừa hưởng cái sự ảnh hưởng của hai ông này. Dẫn đến là gì? Khi mà nhắc đến ai này, bọn nó cực kỳ thích. Bọn nó thích và bọn nó thân tượng, nên là gì? Mà thân tượng thật, tại vì mình dạy nó mà. Nó nghe cực kỳ luôn, nói cái gì các em nó cũng nghe, và khi mà nó nghe rồi dạy nó kiếm tiền rất dễ. Ví dụ tại sao ông Vượng đang ở trên Móng Cái xài lướt cướt, bởi vì sao đội Móng Cái kiếm tiền cực tốt luôn. Mở đến thằng ý nó, thằng cu nó mở hai cái phong sở của tôi trong vòng hơn một năm. Bây giờ chuẩn bị ra tháng 4 là mở cái thứ hai đấy và mua một con mẹt, tất nhiên mặc mẹt xe cũ thôi. Đấy, cũng ổn định về kinh tế thì phải biết nó làm tốt đến mức độ như nào, chứ còn startup làm sao có startup thành công đến mức độ như vậy đâu. Doanh số cực tốt, trung bình một tháng nó lãi tầm 200 triệu. Thế thì mẹ 150-200 triệu, có khi còn có những tháng còn hơn. Thế thì ai mà lại được nó. Thế thì các bạn như vậy thì đấy là cái lợi ích của thử nghiệm. Còn khi các bạn mở một cái phong tập, bạn thử mở ra cái thứ hai, bạn biết này rất khó. Tại vì cái đứa nó, nhân viên nó đi với bạn, nó đều biết nó sẽ đi được bạn với bạn đến bao giờ. Bởi vì nó không có định hướng, nó không có được hướng cho nó rằng nó sẽ sau 6 tháng, 1 năm nó được cái gì. Nhưng khi nó nhảy vào Lady Fit, nhân viên nó thích, bởi vì sao? Hoàn toàn sau 1 năm sau mới có thể thành quản lý. Tại vì Lady Fit phát triển rất nhanh nên cơ hội thăng chức của mày cũng rất nhanh, và cái chương trình đào tạo nó liên tục. Nó rất dã man, nó đào tạo liên tục luôn. Đấy, thì đấy là những cái lợi ích nó có được từ cái việc là nhượng quyền là như vậy. Đấy, còn có nhiều cái nữa, cái này thì chắc phải gặp thì tôi sẽ show off. Mấy nữa là toàn bộ cái quy trình của tôi nó sẽ sử dụng trên cái máy tab, máy tính bảng hoặc là sử dụng trên phần mềm. Quản lý dữ liệu khách hàng tất trên đấy hết, báo cáo trên đấy hết. Nên là toàn bộ thông tin nhập một chiều là nó ra hết kết quả đấy. Thì chúng tôi hướng đến những cái công nghệ như vậy. Mà tôi nói các bạn, tôi làm mỗi cái báo cáo thôi là tôi đã mất khoảng độ 100 triệu rồi, là mỗi cái báo cáo thôi, báo cáo bằng trên cái file Google Sheet ở trên online đấy, đã mất 100 triệu rồi. Không đơn giản. Đấy, thì tổng quan tôi nói với các bạn như vậy. Thì ok, không sao cả. Bạn nào ở Hà Nội mà quan tâm thì có thể anh em gặp nhau để nói, hoặc là các bạn muốn mở phòng private thì tôi định hướng các bạn cách mở, tôi sẽ dạy các bạn cách mở, không sao cả. Tôi nói là tôi làm chứ tôi không giấu gì đâu. Tôi dạy đấy rất chi tiết nhé. Tôi không bao giờ dạy cái kiểu dạy cho nó xong đâu. Tôi đã mở dưỡng hướng dẫn các bạn, tôi làm cho bạn từng bước một luôn. Còn có làm được cuối cùng hay không thì nó phụ thuộc vào các bạn. Đấy. Còn bạn nào Sài Gòn thì đầu đó ngày 11 thì tôi bay vào Sài Gòn rồi. Mùng 7 đến mùng 10 thì tôi ở đợt Đà Nẵng, tối mùng 10 thì tôi bay vào Sài Gòn. Đấy. Thì anh em gặp nhau kiểu vậy. Ok. Quá hay luôn này. Mỗi ngày em học và ghi nhớ mỗi thứ mỗi ngày, và ngày càng em càng ngày nhận định cái thương hiệu với lại là nhận định cái đối tượng khách hàng nó ngày càng rõ hơn. Đúng rồi, chính xác. Cứ học xong cả hai cái này nữa, nhất là thêm cái khóa của thầy Hải nữa, là Sơn sẽ chọn được cái đối tượng khách hàng mình cụ thể. Mà nhớ nhé, nếu mà mình chọn concept của Sơn, vì Sơn tận dụng cái mô hình văn phòng thì nó phải đúng nhé. Là mình tận dụng đúng cái đội đấy. Còn nếu mình chọn sai là nó không đúng, thì nó lại không liên quan đâu. Nó lãng phí. Hôm bữa em mình nhớ cái thầy nói về cái group fitness mà cho đối tượng nhân viên văn phòng, thì thật ra nó có chọn, nó cũng chẳng có tập với mình đâu. Nếu mà mình có mở lớp thì nó không chạy tập, mình phải có cái hướng khác để mà phục vụ nó, hoặc là thông qua cái những người chủ doanh nghiệp và những người sếp của nó thì mình mới target được. Còn bây giờ thì mình không nên target vào những cái đối tượng mà đi làm trong văn phòng, nói chung là phải là một đối tượng khác đó. Thì cái đó thì em nhìn định rõ là em thầy đã lựa chọn đối tượng cao cấp hơn rồi, đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Thế thì tốt. Nhưng lưu ý cho anh là trong trong cái làm thương hiệu, làm kinh doanh ấy,
thì anh nói ví dụ như cái phòng tập của anh trước nó phục vụ khách nam ở Hà Nội, phòng tập bây giờ anh không phục vụ nữa, thì gần đây thì cái công ty 2500m ở ngay bên cạnh nó đang có trục trặc, có khả năng là sập. Thế nên là khách bên đấy gọi cho anh sang liên tục, và thậm chí khách cũ của anh sang luôn, thì anh cũng chỉ bảo anh cứ sang đi. Thì sang anh lại gọi cho quản lý bảo, anh ấy bảo tập thử thì chắc là mấy hôm bên kia là đóng cửa anh sang thế thôi, còn lúc mà bảo bán thì không bán nữa. Là nếu mà bây giờ mình bán thì nó sẽ bị lẫn. Mà anh nói thật em, bây giờ bán phát là có cả mấy trăm triệu đấy, tiền doanh thu đấy, mà anh còn không dám bán luôn. Tiền thì cuối năm ai chả thích, nhưng mà bây giờ mình đang mất rất nhiều công để chuyển đổi, tao có cần tiền đâu. Phong tập đấy bây giờ tao làm tao không cần lợi nhuận, tao cần là chuyển đổi xong thành công hoàn toàn mô hình, lúc đấy tao sẽ có rất nhiều tiền hơn. Đấy, tao chả bắt nam tao bắt nữ vội gì. Thế là anh cũng có ba khách nữ ở bên đấy sang đăng ký, thì bây giờ còn khách nam thì anh bảo không nhận. Đấy, nghĩa là mình phải kiên định, nhiều khi là mình sẽ bị, và những người đấy người ta lại đòi hỏi cơ. Người ta tập xong rồi bảo, em ơi thì bây giờ có cái này không, chứ mình lại tham cái đấy, mình lại đi làm một cái khác phục vụ nó thì nó sẽ bị loạn. Mình chỉ phục vụ đúng cái tệp của mình thôi, còn bạn cần cái đấy thì bạn phải đến một cái nơi khác chúng tôi, mà nên giới thiệu người ta đi sang một nơi khác. Vì sao? Vì giới thiệu khách hàng mà mình không phục vụ đúng sản phẩm cho họ thì họ cảm ơn mình đấy. Thì đấy là cái cách cúc làm, cách làm truyền thông cứ túc tắc dần dần chưa. Rồi, em hiểu. Ok, tiếp tục các đồng chí. Nào, có đồng chí nó hỏi gì nữa không? Thế thôi nhá, không ai hỏi nữa thì mình kết thúc nhé. Chat cũng không thấy có ai chat đây. Vậy thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và sau thì chúng ta sẽ học một cái phần cũng khá thú vị đấy. Tôi nghĩ là nó cũng khá thú vị với các bạn. Dạ, yeah, ok thầy. Nó sẽ là giờ hướng dẫn các bạn xây dựng một cái mô hình bán hàng khá hay. À đâu, phần này là phần tôi dạy các bạn về xử lý từ chối chốt sale trước. Sau đó tôi sẽ dạy về mô hình bán hàng khá hay. Để bạn thiết lập đội ngũ của mình xong vậy thì nó ok. Rồi, thế thì chúng ta sẽ kết thúc buổi ở đây nha. Các bạn nhớ về nha, chuẩn bị thảo luận có thể viết nó online cũng được nha. Được chưa? Online thì nhớ tag tôi vào để tôi xem bài viết bạn đến đâu nha. Nhớ là có 3 câu hỏi như vậy nha. Dạ rồi. Ok. Ok thầy. Rồi, thank you. Dạ rồi, chúc thầy trường ngủ ngon. Good night. Okay, chúc các bạn ngủ ngon. Goodbye. Chào thầy. Bye thầy. Ok, bye bye.